Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 69 của Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Nhị U Ma Diễm vừa nhìn thấy vết nứt gây người trên pháp bào của mình thanh đến tóc tím sắc mặt trở nên trắng bệch trong mắt lộ rõ ra vẻ kinh hãi trong các loại pháp bào công kích có một loại theo đuổi sự sắc bén phá giáp tên là lợi khí công kích lợi khí công kích bình thường có đủ những loại linh hoạt và công kích sắc bén giá trị chân quý ở trong các loại pháp bào đồng cấp nhưng mà trong số lợi khí công kích này còn có một loại khiến cho hầu hết tu sĩ tha thiết ước mơ đó chính là một côi bảo lợi bảo công kích giờ phút này lợi bảo công kích không ngờ đã xuất hiện trong tay của một tu sĩ vừa bước vào trong kim đan kỳ điều này làm cho thanh niên tóc tím vô cùng không cam lòng ở trong lòng có một mảnh ghen tị thậm chí sinh ra tham mê lợi bảo công kích ở trong tay của dương phàm còn là một thanh ma kiếm mang khí thế vô thượng rơi vào trong tay của tu sĩ ma đạo có thể phát huy ra một uy lực khó tin ma kiếm bá chủ như vậy tuyệt đối là một bảo vật mơ ước của tu sĩ ma đạo chỉ còn lại một mình người khóe miệng của dương Phạm lạnh lùng nhếch lên uy lực của ma hoàng kiếm kia đã ngoài sở liệu của hắn dưới một cách như vậy không chỉ làm hư hỏng pháp bảo của đối phương ngay cả thanh niên tóc tím thân chủ là cũng bị hao tổn tâm thần điều này đã khiến cho hắn càng tin tưởng hơn rất nhiều cố kỵ đối với tù sĩ kim đan trung kỳ lại ít đi vài phần thân hình của dương phạm chớp động mà hoàng kiếm giống như là một tia chớp phóng ra vẽ lên ở trong hư không một đạo hàn mang kiếm khi sắc bén đến tận xương tủy khiến cho thanh niên tóc tím vô cùng kiên kỵ trong khoảng thời gian ngắn rơi xuống thế hạ phòng dường như dương phạm đã có được lợi bảo công kích này nơi tay thanh niên tóc tím này tuy rằng pháp lực hùng hậu hơn một bậc nhưng mà cũng không dám liều mạng cùng với pháp bảo kia của đối phương đối kháng đúng lúc này đây hai người đã bị vây trong một trạng thái phiêu hốt bất địch thân hình chấp động không ngừng thanh niên tóc tím không thể nào liều mạng đành phải áp dụng chiến thuật du đấu muốn tiêu hào pháp lực của dương phạm nhưng mà hắn đã xem nhẹ dựng tưởng vân hóa dưới chân của dương phạm ở trên tốc độ và sự linh hoạt Dương Phạm lại còn áp bách trên hắn một bậc, khiến cho thanh niên tóc tím này bị chế trụ khắp nơi. Thanh niên tóc tím ở trong lòng uất ức vô cùng, chính mình là một thần tu sĩ kim đan trung kỳ, tự thấy pháp lực của mình thần thông ở trên hắn, đối phương là một hai bậc lại bị áp chế mọi nơi. Cái loại cảm giác này khiến cho hắn lại cảm thấy bực bội và sỉ nhục. Trong tay của người này lại có mấy kiện dị bảo thần kỳ, cũng là có dị thú màn hoàng, lợi bảo công kích bá chủ ma đạo. Nếu như bằng không, đã sớm bị ta chém chết lâu rồi thành niên tóc tím chịu đựng nghẹn khuất rốt cuộc bạo phát bỗng nhiên một cỗ ma diễm cuồng bạo từ trên người của hắn bốc lên ngút trời tạm thời bước lui dương phàm lập tức hắn mở rộng lòng bàn tay Ma diễm đen tối vô cùng vô tận lập tức nhộn nhạo bốc lên từng đợt từng đợt một những ngọn lửa màu đen bốc lên một cỗ ma uy hùng hậu tỏa ra tứ phía khiến cho linh hồn của hắn cũng phải rung động thái cổ thiên ma diễm dương phàm lập tức động dùng lúc trước ở lan sơn quốc hắn đã gặp phải tên tu sĩ thái của ma tông tào tuân đã cũng đã, đã có được thần thông y như vậy tuy nhiên giờ phút này so với thái cổ thiên ma diễm do tu sĩ kim đan trung kỳ thi triển vậy thì thủ đoạn của tào tuân căn bản là không đáng giá nhắc tới giờ phút này toàn thái cổ ma diễm này lập tức tỏa ra một trí khí vương giả ma đạo cổ xưa ma diễm này vừa ra dương phong lập tức cảm giác được u minh ma diễm ở sâu trong đan điền của mình đang hưng phấn dục dịch ngóc đầu muốn dậy một cú chống ngực quỷ dị rõ ràng từ bên trong truyền ra nơi trái tim của dương phàm đã xuất hiện một ân ký nguyệt nhà thần bí quỷ dị tỏa ra một ánh sáng lấp lóe khiến cho sinh linh tứ phía phải lâm vào trong run rẩy Ồ mình mà diễm với chúng ta hãy cùng nhau phần cao thấp thanh niên tóc tím trong mắt một mảnh ngạo nghễ và bằng lãnh trước khi giết chết người ngươi phải biết rằng là ai giết chết người chứ nhớ kỹ, ta gọi là đinh huyền ngọc đinh huyền ngọc tu sĩ kim đan trung kỳ thuộc thái của ma tông thạch mộ đã nhớ kỹ nhưng đó chỉ là lời dặn dò của người trước khi chết dương Phạm nhếch miệng cười chào phúng trên người của hắn bốc lên một cỗ u, u minh ma diễm từ cánh tay lại bắt đầu lan ra đến hai tay tay trái và tay phải đồng thời dâng đến một đoàn ma diễm u ám và thần bí trung tâm ngọn lửa này có một đoàn u diễm lúc sáng lúc tối khiến cho người khác nhìn phải kinh hãi khiếp đảm đây đúng là hai luồng nhất u ma diễm nhị u ma diễm để xem người có thể chống lại thái của ma diễm tầng thứ tư đại thanh của ta hay không vậy mà của đình nguyên học huyền ngọc lại tràn đầy tự tin đoàn thái của ma diễm trong tay giống như là một màn đêm vĩnh hằng bỗng nhiên lại xuất hiện rồi lại đột nhiên đầy trời nổi lên giống như là một ngọn lửa màu đen cuồn cuộn một vòng khí lãng giống như là hắc long xoay tròn che nửa bầu trời ầm ầm bao phủ về phía dương phàm sắc mặt của dương phàm đã trở nên nghiêm nghị lại vui mừng không một chút sợ hãi một đoàn u minh ma diễm tới tay đã hóa thành một trường long màu đen ngang nhiên xông thẳng vào giữa thái của ma diễm phá tan ra từng tầng băng khí cùng với ngọn, ngọn lửa kia thân hình của dương phạm nào nào sâu sắc đã cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận ẩn chứa trong thái của ma diễm cổ xưa khó trách nó có thể cùng với u minh ma diễm được xếp vào trong tứ đại ma diễm tại thời khắc của nước ba nước bắc tần đình nguyên ngọc lại càng kinh hãi dương phạm lại chỉ dựa vào nhất u ma diễm liền có thể ở trong thời gian ngắn chống đối được điều này quả thực là không thể nào tin u minh mà diễm so với ở trong tưởng tượng của hắn là còn phải muốn lợi hại hơn vài phần hơn xả đánh giá của những vị tiền bối của tông môn trên thực tế không phải là bọn hắn đánh giá sai mà là dương phàm đã có được ba quyền cửu u ma công hợp nhất công pháp đầy đủ hơn tinh túy hơn u minh mà diễm ở trong tay của hắn dưới tình huống đồng cấp so với tam u lão mà lại còn cường đại hơn vài phần có lẽ ngày cả tam u lão mà cũng sẽ không có đoán trước được toàn loại tình huống như vậy Dương Phạm đột nhiên lại đánh tiếp ra một đoàn nhất u ma diễm khác. Hai đạo u quang giống như ma long màu đen, lập tức ngăn chặn thái cổ ma diễm của Đình Huyền Ngọc. Đây, tại sao có thể xảy ra điều này? Lòng tự tôn của Đình Huyền Ngọc đã bị đả kích trước nay chưa từng có, thực sự là gần như không thể tin được xuất hiện ngay trước mắt. Chuyện này, chuyện này trước mắt ta có phải sự thật không? Nhưng mà sự thật lại luôn luôn phũ phàng. Dương Phạm đang áp chế hắn. Không chỉ như vậy, Đình Huyện Ngọc lại có thể cảm thấy được dường như Dương phàm vẫn còn chưa xuất ra hết toàn lực. Hóa ma! Đình Huyện Ngọc cắn răng một cái, phấn nộ quát lớn lên một tiếng. Quanh thần của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cố ký hiệu âm ánh. Vặn vẹo, hảo quang màu đen lại xung quanh bạo tăng. Thân thể huyết nhục kia không ngờ lại vô thành vô tức cao tới hai trượng, hóa thân thành viễn cổ cự mà. Thoáng chốc, một, một cố chi khí mà đạo tuyên cổ, vốn có thể nói là khủng bố áp bách, khiến cho Dương Phạm đã bị kiềm chế rất lớn cổ ma thông linh thuật một thần thông như vậy giống như là chiếm được thụ thể của ma thần chính là bí kỹ độc môn của thái cổ ma tông vô cùng cường hãn trong khoảng thời gian ngắn đinh huyền ngọc đã thông qua thái cổ thông linh thuật để đề cao thực lực lên trường gấp đôi uy lực của thái cổ ma diễm cũng đã đột nhiên tăng hơn một nửa ngay lập tức thái cổ thiên ma diễm đột nhiên lan rộng ra dường như ở trong ma diễm hắc sắc này lại còn mang theo một nhiệt độ cao chí mạng đinh huyền ngọc đã vẫn vãn hồi thế cục ngăn chặn dương phạm lại đồng thời Tử Dương Phạm lại co rụt ra hai tay lần nữa thay đổi, hai luồng nhất u ma diễm ở trong phút chốc lần lượt hòa vào nhau. Thoáng chốc, một đoàn ma diễm hoàn toàn mới cùng với một trận tiếng nhịp đập nhộn nhạo khu vực này. Nơi trung tâm của ngọn lửa có hai luồng u quang lấp lóe. Dương Phạm điên cuồng, chú nhập ma lực tinh túy, cửu u ma công tam quyền hợp nhất, toàn lực vận chuyển. Mà diễm hắc sắc cũng đủ để nấu chảy kim thiết Cùng với một nắm quyền Nhị u ma diễm giao kết cùng với nhau một chỗ trong phút chốc cả khu vực lâm vào trong một khoảng không hắc ám hắc quang sông thẳng lên trên trời cao trong khoảng chốc thời gian ngắn hình thành một đêm đen tăm tối ngăn cản toàn bộ những ánh sáng mặt trời bên ngoài mà đạo chi khí vô cùng vô tận lúc này đang liều mạng cắn xé lẫn nhau biến hóa như vậy khiến cho sinh linh trong phạm vi đến mấy trăm dặm gần đó bao gồm cả đám yêu thú đều phải kinh hãi khiếp đảm hai người trong tứ đại ma diễm bắc tần thập tam quốc đang giao phòng Đinh Huyền Ngọc đã hóa thân thành thái của ma thần cao tới hai trượng, giống như là một người khổng lồ, cả người ma khí sung thiên, dẫn phát phòng vần ở trong thiên địa dung chuyển. Một đoàn ma diễm giống như là hắn thực sự ngưng tụ ở trước người, phát ra uy áp vô hình, khiến cho linh hồn phải run rẩy. Thành thế cùng với ma uy như vậy, cho dù là đại tu sĩ kim đan đích thần tới cũng là phải kiêng kỵ vài phần. So với đó thì Dương Phạm có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng mà hai luồng u quang ở trung tâm ma diễm trong lòng bàn tay của hắn lại dồn dập nhảy lên một bầu không khí áp lực khiến cho người khác dao động và bất an nhị u ma diễm ngược lại lại bị chèn ép một chút lại càng phát ra hắc ám và thâm thúy đình huyệt ngọc mặc dù đã hóa thân thành thái của ma thần nhưng vẫn như cũ không chiếm được một chút tiện nghi hai người lơ là giữa không trung tiếng nhịp đập khiến cho đình huyệt ngọc lại càng phát ra cảm giác bất an hắn có một loại cảm giác lực lượng ẩn giấu của mình ủ mình mà diễm đã tràn đầy vẫn như cũ siêu việt cực hạn nhưng mà mình vẫn có khả năng ứng phó dưới tình huống như vậy pháp lực hai bên đều không ngừng tiêu hào dương phạm mới trong lòng lại âm thầm cười lạnh, tình cảnh này diễn ra lại tương tự như là Sơn quốc ngày đó. Bóng dường nhịp đập đến từ trung tâm của nhị u ma diễm đã trở nên nhanh hơn, u quang nhảy lên bất ngờ ngừng lại. lập tức u quang kia đã đình chỉ nhịp đập, một trận vận vẹo điên cuồng đã khủng bố toàn bộ u minh ma diễm này trong phút chốc đã hóa thành một vực sâu không đáy, lộ ra chi khí tử vong hủy diệt vô cùng vô tận. vực sâu không thấy đáy đáng sợ kia lại trừ chỉ từ trung tâm của ma diễm trong lòng bàn tay của dương phàm bành trướng với một tốc độ đáng sợ không tốt đình huyện ngọc lại cảm thấy một cố nguy cơ chí mạng nhớ tới tình cảnh ở trên vấn thiên đại hội ngày đó khi mà dương phàm thôn vệ nhất u ma diễm của sở vân hàn ma diễm đèn tối tự nhiên quét tới ở trong một thời gian ngắn đã nuốt hết ma uy cùng với khí lãng màu đen do thái của ma diễm tản ra không tốt rồi chạy mau đình huyền ngọc lại vô cùng quyết đoán thân hình của hắn chớp động cả người không ngờ vô thanh vô tức đã hóa thành một đạo quái phong màu đen trong phút chốc đã biến mất vô ảnh vô tùng dung nhập vào bên trong phía chân trời cái gì dự phòng lại vẻ mặt vô cùng lộ rõ ra sự kinh ngạc bí thuật này hắn đã cùng từng nhìn thấy tào tuân sử dụng qua nhưng mà đình huyệt ngọc này chính là tu sĩ trung đan kim đan trung kỳ hóa thân thành cổ ma thực lực lại là tăng thêm đến mấy lần nếu như hắn muốn ngăn cản hiện nhiên là không quá thực tế dự phòng lại vội vàng triển khai thần thức lại phát hiện gia đình huyền ngọc kia không qua một loại bí thuật này đã biến mất ở trong phạm vi thần thức của mình không hổ là đại phái mà đạo truyền thừa từ lâu chiến đấu có cổ ma thông linh thuật thần thông lại có thái độ thái cổ thiên ma diếm thời điểm chạy trốn lại còn có những loại bí thuật quỷ dĩ như vậy Dự phẩm là cũng không có ý thức tiếp tục chỉ kích bằng vào lực lượng bản thân mà chém giết một gã tu sĩ kim đan cùng với đánh lui một gã tu sĩ kim đan trung kỳ thần mang thần thông kinh người như vậy chỉ dựa vào điểm này cũng đã đủ để cho dương phàm chấn nhiếp tu sĩ đồng cấp tuy rằng để cho tên đó chạy mất nhưng mà nhị u ma diễm của ta cũng đã thuần vệ được một phần ba ma diễm chi lực của hắn dương phàm lặng lặng cảm thụ nhị u ma diễm trong tay lại phát hiện ra trải qua lần cắn nuốt vừa rồi cảnh giới của nó đã được củng cố hơn trước giờ phút này nhị u ma diễm của dương phàm vẫn đã còn bị vây ở trong cảnh giới sơ thành còn cần phải trải qua một chút tôi luyện nữa đã tới mấy cảnh giới đại thành đại việt mãn mới có thể vượt qua được cảnh giới tam u đánh lùi tu sĩ kim đan trung kỳ đinh huyền ngọc này dương phàm lại bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm mười tên tu sĩ trúc cơ kỳ đã chết kia cũng là không hề bỏ qua nửa giờ sau dương phàm gật đầu thu hoạch được quả thực không tệ thu được hai ba kiện pháp bảo những tài liệu linh đan quý hiếm khác cũng không ít làm xong những việc này, dự phạm cũng là không có tới dừng lại nữa khác, hóa thành một đạo u quang màu đen, xuyên qua nơi hoàng dã mênh mông vô bờ. Hết trường. Trưng 342, chiến trường cổ đại triều quốc. Nơi đây là một mảnh lồi lõm, mặt đất đất gãy từng tầng, vô số hố sâu, trong đó không ít hố lớn đường kính tới mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy, khiến cho người khác thấy mà phải sợ một mảnh nhiều hố sâu như vậy trải rộng ra mấy ngàn dặm nhìn những dấu vết bề mặt này rõ ràng không phải là do thiên tai gây nên mà là bởi vì con người tạo thành nơi hoàng giá ước chừng có bảy tám vạn dặm đại quốc siêu cấp giống như triệu quốc diện tích lãnh thổ lại càng vượt qua một hai trăm vạn dặm dừng Phạm phải tiêu hào thời gian ước chừng ba tháng mới có thể đi tới được nơi này đứng ở trên phiến bình nguyên vỡ nát hầm hố liên miên dừng Phạm lại cảm thấy được một cố khí tức lịch sử từ thời viễn cổ trước mắt dường như là còn có thể nhìn thấy rõ ràng chẳng cạnh vô số những người tu tiên hẳn đà lặng đang đấu, đấu pháp và tranh phong, hàng tỷ quang thải rực rỡ và mỹ lệ đan sen hắn biết được bình nguyên này tên là di vong bình nguyên nơi đây chính là chiến trường cổ của tiền tần tiếng tăm lừng lấy, mọi nơi của bắc tần đồn đại rằng những nơi niên đại xa xôi trước vương triều đại tần đã được xưng là tiên tần thống trị toàn bộ những lãnh thổ của đông thắng đại lục diện tích hàng tỷ dặm Văn minh tu tiên thời kỳ Tiên Tần đã đạt tới một cục diện rất phồn thịnh. Nghe nói, tu tiên bậc cao hiếm có, ngày nay ở trong thời kỳ đó đã là nhiều không đếm xuể. Lúc đó, nền văn minh tu tiên của Tiên Tần quốc lại vô cùng rực rỡ so với đồng thắng đại lục hiện tại đúng là một trời một vực. Đừng nói là tu sĩ bậc cao, ngay cả tu sĩ cao nhất ở trong truyền thuyết ở thời kỳ Tiên Tần cũng là có khối người, mà nơi này chính là chiến trường cổ nổi tiếng nhất ở trong cảnh hội của Triệu quốc. Giờ cũng đã tới nơi rồi Trong lòng của Dương phàm vẫn có vài phần thương cảm nhàn nhạt, nhạt như khi trước Nhưng mà nguy cơ cùng với áp lực mà Tam U Lão Mà mang tới cho hắn Vẫn y như cũ không hề biến mất Mặc dù đã là rời sang người Dương Quốc trong vạn dặm Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một sự tồn tại của Tam U Lão Mà Ít nhất là một khái niệm mơ hồ về phương hướng vẫn phải có Giờ phút này thương thế của Tam U Lão Mà hẳn là đã khôi phục lại một phần Dương phàm không thể nào chỉ hoãn được nữa Cần phải sớm rời ra khỏi Bắc Tần theo tin tức ở trong Ngọc Giản, phụ thân lưu lại mà nói, chiến trường cổ tiên tần này có một truyền tống trận, một chiều có thể truyền tống mình rời xa khỏi Bắc Tần tới một nơi thượng cổ nào đó ở ngoài mấy ức dặm. Chỉ cần tới nơi đó, trời đất bao la, cho dù Tam U lão ma này thần thông cường đại hơn đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có khả năng tìm được mình. Dương phẩm hóa thần thành thân phận của dược sư, lưng đeo gùi thuốc, vẻ mặt ôn hòa, mặc thanh sam, giống như là gió mát bay tới chiến trường cổ tiên tần. Khi bay đến điểm này, sắc mặt của hắn lại khẽ biến đổi lúc này phía trước đã bay tới một đội tu sĩ nhân số ước chừng hai mươi mấy người đầu lĩnh dẫn đội là một lão già kim đan kỳ mặc bố y khi tức ở trên người sâu không thể lường mang tới cho rừng phàm một loại cảm giác nhìn không thấu trên thân của những tu sĩ này có một cố khí tức lăng lệ và kiên cường đều mặc đồng phục lưng đeo bảo kiếm ánh mắt sắc bén như kiếm là một môn phái kiếm tu rừng phàm lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc theo hắn biết được bên trong bắc tần thập tam môn quốc môn phái kiếm tu duy nhất chính là lăng tiêu tiên kiếm môn. Người nào dám tìm hiểu chiến trường cổ tiên tần? Thay ngầm lặng lẽ giả cuối của một lão già mặc bố y lại rơi vào trong tay của Dương Phạm. Dương Phạm lập tức cảm nhận được một cố uy áp, hùng hậu, dồi dào. Đây dứt khoát không phải là tu sĩ kim đan kỳ bình thường nữa, ít nhất cũng phải là kim đan đại tù sĩ. Ở trong cùng dài thì đây tuyệt đối là người có thể uy hiếp đến Dương Phạm. Bẩm tiên bối, tại hạ chỉ là một dược sư dạo chơi các nơi hái thuốc đúng lúc đi ngang qua chiến trường cổ tiên tần này thuận tiện quan sát chiến trường cổ một chút lại cảm thụ được văn minh cùng với lịch sử đã từng biến mất dương phạm lại không kêu không xiểm định nói dược sư lão già mặc bố y kia ánh mắt chớp chớp ở trong lòng cũng có một chút ngạc nhiên không ngờ có thể gặp được một dược sư bậc cao trẻ tuổi như vậy dược sư bậc cao cho dù là đặt tại đại quốc giống như triệu quốc cũng đã từng có một chút hiếm thấy nếu như nói đại tu sĩ kim đan ở trong kim đan bậc cao mười người không có một như vậy thì số lượng dược sư bậc cao so với tỷ lệ này là có muốn thấp hơn vậy cho nên sau khi biết được thân phận tu vi của dương Phàm sắc mặt của lão già mặc bố y hơi dịu đi một chút chiến trường cổ tiên tần này bảo lưu lại có rất nhiều bí ẩn thời kỳ thượng cổ nơi đây còn có rất nhiều bí mật và manh mối vẫn còn chờ khám phá vì phòng ngừa người ngoài tới phá hỏng di tích lịch sử này cũng với những manh mối lăng tiêu tiên kiếm tông chúng ta ngày đêm đều có tu sĩ tuần tra thủ hộ đạo hiếu Tốt nhất không có nên dừng lại Quá lâu rồi mới tốt Xin đào tạo tiền bối đã nhắc nhở Tuy nhiên dừng mỗ đối với nơi này cảm thấy hứng thú Nếu như tiền bối lo lắng Có thể để cho một hai tu sĩ của quý phái Giám sát tại hạ cũng được Dừng phạm vẻ mặt ôn hòa Việc này Lão già mặc bố ý có một chút do dự Khi hai người nói chuyện với nhau Lão già mặc bố y thống lĩnh của một đội tu sĩ Đã bay tới trước mặt ánh mắt của dương Phạm đảo qua những chúng tù sĩ đột nhiên lại nhìn thấy một thân ảnh uyển chuyển dịu dàng có một chút quen mắt đó là một nữ tử thanh nhã điềm tĩnh mặc váy dài màu trắng duyên dáng và yêu kiều nữ tử này ước chừng 17-18 tuổi khác biệt rất nhiều so với tù sĩ bên cạnh không có một cỗ chi khí lăng lệ nhiếp người trong sự thanh nhã và dịu dàng có vài phần khí chất giống như thơ như họa tuy nhiên ở giữa hai hàng lông mi của nàng ẩn hà một loại siêu nhân không thể nhiễm bùn đất cùng với một việc tự cho mình là thanh cao sự tồn tại của nàng có vẻ không thích hợp cùng với những tu sĩ lăng tiêu tiên kiếm môn thời kiếm ở, thời điểm ở la sơn quốc dương phạm đã xuất hiện với thân phận thạch thiên hàn đã từng gặp mặt nàng này một lần nhưng mà đã từng nói chuyện thì không nhiều chỉ là lần này dương phạm lại không có nhìn thấy phong thái độc đáo bất phàm tại vũ thiên nhai ngày trước ta thấy tại hạ cũng là không giống gì kẻ xấu lại là một dược sư bậc cao quả như là hiếm thấy vậy không bằng thế này đi lão già mặc bố y đưa mắt đảo qua đoàn người cuối cùng lại dừng lại trên người của nữ tử thanh nhã khí chất giống như thơ họa. Thi Giao, người hiểu biết về lịch sử văn minh của chiến trường cổ vậy không bằng người hãy dẫn vị dược sư này quan sát nơi này đồng thời cùng với vụ trách giám sát hành động của hắn. Đặng Thi Giao lại hơi chắp tay cử chỉ tao nhã điềm đạm hàm ý chăn chứa như thơ ca. Đồng thời nàng cũng liếc mắt đánh giá Dương Phàm một cái. Một dược sư bậc cao trẻ tuổi lại đúng là hiếm thấy. Toàn bộ Tu Tiên giới này Triệu Quốc sợ rằng cũng là tỉ mãi không thấy một người càng hiếm quý đó chính là trên người của đối phương là một mảng chi khí thân thiện tự nhiên khí chất ôn hòa như gió hai tròng mắt này thâm thúy giống như ngôi sao khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ và vô song phong độ khí chất diện mạo cộng với tu vi siêu nhân nhất đẳng giống như gần là một sự tồn tại khiến cho những tu sĩ đồng giai phải ngước nhìn ngay cả thi giáo siêu nhân thoát tục đã tự cho mình là thành cao đó lần đầu tiên gặp mặt cũng là không kìm nổi sinh ra hào cảm đa tàn tiên bối đã phá lệ khai ân Dương Phạm thi lễ đối với lão già mặc bố y Biểu tình lộ rõ ra vẻ cảm kích Dương Đạo Hiếu không cần phải khách khí Người là kim đan cao dài Là thân phận dược sư siêu nhân Vậy cứ gọi ta một tiếng Đạo Hiếu cũng được Lão già mặc bố y lại nhẹ nhàng cười Mà lúc này thì giao kia lại dáng người phiêu giật giống như tiên Bay ra khỏi đội ngũ đi trước mặt của Dương Phạm Giám mắt tiền bối Nơi di tích chiến trường cổ này ta đã từng có nhiều nghiên cứu qua Thì rào có thể dẫn đường cho ngài Dương Phạm gật đầu, đã có mỹ nhân đi cùng tự nhiên là một chuyện tuyệt vời. Trầm sư bá, tên dược sư cao dài kia lai lịch bất minh Đặng sư muội đột nhiên lại một mình đi theo hắn, có thể nào yên tâm được hay không? Vậy bằng không, để hai đệ tử đi theo nàng cũng được. Hai các tu sĩ thanh niên bên cạnh kim đàn đại tu sĩ, họ trầm lại chủ động lên tiếng xin đi. Được rồi, nhưng mà các người cũng có thể đi phải nhớ không có được mạo phạm khách nhân. Nếu như có thể để kết giao với một dược sư cao dài thì đó cũng là một chuyện tốt đối với lăng tiêu tiền kiếm môn chúng ta lão già mộc bố y họ trầm căn dặn hai gã tu sĩ thanh niên trúc cơ hậu kỳ này chủ động phi hành lại đi lại ở bên trên cạnh thi rào tại hạ là hoàng phi ra mắt dương rực sư tại hạ là vũ đức ra mắt dược sư tiền bối hai gã thanh niên vẫn bảo trì sự tôn kính căn bản đối với tu sĩ cao dài dương dược sư xin mời đặng thi rào nhỏ nhã lễ độ hai mắt sáng như sao dẫn theo dương phòng quan sát toàn bộ chiến trường cổ đồng thời lại giảng giải một số bí ẩn trong đó nếu như là bình thường khẳng định dương phòng sẽ tràn đầy sự hứng thú đối với chuyện này nhưng mà hiện tại hắn đang nóng lòng tìm kiếm cố truyền tống trận thần bí nơi chiến trường cổ hứng thú ở trong lòng cũng là không lớn liên tiếp quan sát đến 3 ngày đặng thị giao lại hào hứng không giảm hai người hoàng phi và vũ đức vẫn là đi theo sau ân cần săn đón giống như là hai con ruồi đối với chuyện này đặng thị giao rõ ràng là có một chút không kiên nhẫn ở trong lòng của dương phàm lại có một chút lo lắng Trên ngọc giảng của phụ thân lưu lại cũng là không có miêu tả vị trí cụ thể của cố truyền tống trận bây giờ ta phải ki tìm kiếm nó thế nào đây có lẽ làng tiêu tiền kiếm môn đã giấu kín cố truyền tống trận kia cũng có thể như vậy không biết chừng suy nghĩ một chút hắn vẫn quyết định tìm hiểu từ trong miệng của nữ tử thi giao nhưng hai người lần đầu tiên gặp mặt mức độ tín nhiệm có hạn đường đột lên tiếng hỏi không chừng sẽ khiến cho mọi người sinh nghi Dựng Phạm sau khi suy nghĩ cặn kẽ, thấy có hai kế sách có thể thực hiện được. Một là uy hiếp Đặng Thi giàu bắt nàng ta nói ra vị trí của cố truyền tống trận nơi chiến trường cổ. Hai là chiếm được cảm tình và tín nhiệm của Đặng Thi giàu sau đó thì bắt đầu hỏi nàng ta, vị trí cố truyền tống trận kia ở đâu. Kế sách thứ nhất rõ ràng là tồn tại rất nhiều mạo hiểm. Chiến trường cổ này, lệ thuộc đại phái siêu cấp giống như lăng tiêu tiền kiếm môn, hiện tại là sẽ cũng có cường giả kiếm tu hoặc là cấp bậc kim đan đại tu sĩ tọa chấn, nếu như dùng vũ lực một khi mà thất bại thì cho dù là có thể chạy trốn cũng sẽ khiến cho lăng tiêu tiền kiếm môn này đề phòng sẽ phái thêm rất nhiều người chấn thủ tới lúc đó lại sẽ càng nhiều phiền toái kế sách thứ hai là thi hành không có gì mạo hiểm cho dù là thất bại tới lúc đó mới có thể thực hiện được kế hoạch thứ nhất cũng là chưa muộn nghĩ tới đây ở trong lòng của dương phạm đã đại định trong quá trình cùng với quan sát nghiên cứu chiến trường cổ này đang chủ động tiếp cận thi rào Núi tử thanh nhã tuyệt sắc khi chất giống như thơ họa, giống với đặng thị giao cũng đủ để khiến cho bất cứ một nam tự nào cũng phải động tâm đồng thời bản thân của dương phàm dáng vẻ siêu phàm khí chất thân ái và tự nhiên hơn nữa tu vi đạt tới một trình độ cao dài tự nhiên là cũng sẽ dễ dàng làm rung động tâm hồn của thiếu nữ theo dương phàm chủ động tiếp cận thì giao vốn tự cho mình là thành cao đó cũng đã dần dần dao động xa vào trong vẻ tao nhã cùng với cách ăn nói khôi hài của dương phàm mỗi khi hai người tiếp xúc gần gũi đặng thì giao lại cảm giác quanh thân của mình có một tầng khí tức thiên nhiên tươi mát và trong lành bao phủ dáng vẻ và khí chất cùng với thân phận tù vi của dương phàm đều là hơn xa bất cứ một nam tử nào cùng thế hệ với nàng cũng như ngay cả ở trong ước vọng của nàng dưới tình huống cả hai đều có tình cảm dương phàm và đặng thi giao từ lúc lấy phép nhỏ nhã lúc ban đầu đã đến ánh mắt e thẹn lẩn trốn cuối cùng lại dần dần mạnh dạn nháy mắt đuôi tình quan hệ lại từ từ gần gũi chớp mắt một cái đã là nửa tháng sau khi hoàng phi và vũ đức thành hai cái bóng đèn lớn trong lòng là một mảnh ghen tuông tuy nhiên bọn họ thực sự là không sinh nổi bao nhiêu tâm ghen hận trước một sự tranh lệch thực lực tuyệt đối thì ngay cả tâm ghen tị là cũng không thể nào có thể trỗi dậy được hai người này phải xám mặt rời đi Các người tại sao đã trở lại rồi? Lão già mặc bố ý họ trầm lại ngạc nhìn Hai người cúi đầu nói lại sự tình một lần Đại tu sĩ kim đàn họ trầm kia lại cười nha đầu thi giao kia tự cho mình là thanh cao Xem thường những tân tú tù tiền giới kia Hiện tại không phải đã cũng bị người ta hút mất phương tâm rồi hay sao ở phía khác, Dương Phạm đang rất tay Đặng Thi Giao dạo chơi chiến trường cổ. Hai người tình ý triển miên chìm đắm trong bể tình. Dương Phạm lại cảm thụ được ánh mắt ẩn hàm tình cảm của Đặng Thi Giao. Ở trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Hắn cũng không phủ nhận chính mình cũng có cảm tình và yêu mến Đặng Thi Giao. Ở trong khi đó, chính mình thì đang lợi dụng đối phương. Đó cũng là một sự thật lớn nhất. Nhưng, ta không thể nào để cho phụ thân và vui sống hy sinh một cách vô ích. Trong lòng của Dương Phạm lại một mảnh kiên định mặc dù cảm thấy hành vi của mình rất vô sỉ nhưng không thể nào không tiếp tục hành động Rốt cuộc thi một ngày hắn lại nắm chặt lấy tay của đặng thi giao lại hỏi nàng về truyền tống trận nơi chiến trường cổ hết chương chương 340, cổ tuyến truyền tống trận thi giao các đời lăng tiêu tiên kiếm môn đều là trông coi cố chiến trường này vậy mỗi có biết nơi này tồn tại cố truyền tống trận nào hay không Dương Phạm lại nắm chặt cánh tay của thi dao trắng như là tinh ngọc, hai mắt lại ngưng nhìn giai nhân trước mắt, dùng nhàn thanh nhã như là tranh cùng với ý cười vui vẻ, để cho lòng người ta có một vài phần không đành lòng. Từ sau khi vẫn vũ tịch, Đặng thi dao là cô gái thứ hai làm cho Dương Phạm chủ động, quý mến, thực lòng yêu thích. Nàng gần bùn không nhiễm, tự thân thanh cao, thản nhiên như tranh vẽ, giao hòa một thể với khi tức thân hòa của Dương Phạm. Hai người lại dắt tay nhau, giống như là một đôi thần tiên quyến lữ, cổ truyền tống trận dương đại ca làm sao mà biết được bí mật này đây là cơ mật của lăng tiêu tiên kiếm môn thì rào cũng là vì thân phận đặc thù lại còn thêm quen thuộc bí mật chiến trường thượng cổ nên mới có thể biết được đặng thì rào lại lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc không khỏi nhìn vào trong mắt của dương phàm nhưng mà chỉ có vài tia hoài nghi liền đã bị nhu tình như nước hòa tan dương phạm nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng trong mắt là một mảnh ôn nhu hôm nay nơi bắc tần có vài thiên tài địa bảo cùng với dược liệu quý hiếm đều đã tuyệt chủng trong lúc vô tình ta đã biết được sự tồn tại của cỗ truyền tống trận này có thể đi thông vùng đất thượng cổ thần bí trong lòng của ta lại hướng tới một thế ngoại đào nguyên nồng nặc linh khí như vậy có thể cùng với người ta thương mến du lịch thế giới mới đương nhiên đây chỉ là huynh hiếu kỳ ảo tưởng mà thôi khuôn mặt trắng như bạch ngọc của đặng thi giao hị lên một tiên nàn hồng lại kinh ngạc, kinh ngạc nói mặc dù ta ở tại lăng tiêu tiến kim tông này nhưng mà công pháp của ta tu luyện không có thuộc đạo kiếm tu nghe sư tôn nói lăng tiêu tiền kiếm tông này cùng với đạo do ta truyền thừa đều là đến từ vùng đất thượng cổ lại có chuyện như vậy sao thảo nào toàn bộ nơi bắc tần này chỉ thấy được mỗi một môn phái kiếm giống như là lăng tiêu tiên kiếm môn hóa ra nó lại là truyền thừa từ vùng đất thượng cổ thần bí dương phạm lại lộ ra một vẻ mặt kinh hãi khó trách lăng tiêu tiên kiếm tông này lại phái đại tu sĩ kim đàn tọa chấn nơi này xem ra trong này chắc chắn là có bí mật đồng thời đáy lòng của hắn cũng có sự nghi hoặc phụ thân tại sao lại biết được bí mật này như vậy thì thi giao công pháp mũi tu luyện là thuộc về loại nào dương phạm hiếu kỳ là nho môn đặng thi giao dùng một ngữ khí trang trọng kỳ lạ nói nho môn dương phạm lại vô cùng kinh dị khó trách ở trên người của thi giao là một loại khí tức ván tính giống như là một quyển thư họa thì ra nàng ta là nho môn truyền từ truyền thừa từ cổ xưa chỉ là theo dương phạm biết Tù sĩ nhỏ môn nơi Bắc Tần đã gần như tuyệt tích. Theo sách cổ ghi chép, ở thời đại tiên tần vô cùng xa xôi, một đời thủy hoàng thiếu lệnh thiên hạ đốt sách chôn nho diệt tuyệt. Nên là nho môn thiên hạ đất, tuyệt chủng. Đặng thi giáo chuyển thừa nho môn đến từ vùng đất thượng cổ thần bí, nơi đó sẽ là một tồn tại ra sao? Ở trong lòng của Dương Phong lần đầu tiên sinh ra hứng thú hiếu kỳ, dày đặc với vùng đất thượng cổ thần bí. Nếu như có thể đi tới đó một lần, có thể tìm ra những bí mật, bí ẩn đó có liên quan đến cổ quốc tiền tần ở trong con sông lịch sử của đông thắng đại lục thì do dương đại ca lại rất hiếu kỳ với thượng cổ truyền tống trận vậy có thể dẫn huynh đi xem được không dương phong lại vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen của đặng thi giao lại đưa ra thỉnh cầu điều này thượng cổ truyền tống trận chính là nơi cơ mật của lăng tiêu tiên kiếm môn cũng là cấm địa tôn môn phái không có cho phép người ngoài tới gần ngay cả những đệ tử nội môn chúng ta cũng là không ngoại lệ đặng thi giao có một chút hơi khó Tuy nhiên, Dương phàm lại rất nhiều lần năn nỉ, nàng ta cuối cùng cũng là không cự tuyệt được nam tử ở trong lòng, lại thỉnh cầu rốt cuộc cũng đáp ứng. Mỗi có thể đáp ứng huynh. Đặng thì giao rốt cuộc là đáp ứng, Dương Phạm liền hiện lên một vẻ, tươi cười, lại ôm nàng vào trong lòng. Dương đại ca, người đừng làm như thế. Đặng thì giao lập tức đẩy Dương phàm Nàng ta tu luyện công pháp nhỏ môn lấy hết sức coi trọng lễ nghi, bình thường nắm tay cũng đã đủ để cho làm mặt đỏ tía tai rồi thì đã có thể đồng ý ở trong lòng của dương đại ca lại cảm thấy rất vui đắc ý đã thật lễ dương phạm lại kéo tay của nàng đặng thì giao lại cố tình cự tuyệt rồi lại không nhịn được nhu tình theo những dương phạm cùng nhau bay ra khỏi chỗ thượng cổ truyền tống trận dương đại ca trước khi đi thì giáo phải nói rõ một chút đặng thị giao kiểu dung nghiêm trang nói cứ nói đi dương phạm lại cũng khôi phục lại thái độ bình thường trải qua những ngày này, hắn đã nhìn ra được đặng thi giao là một cô gái hiểu tri thức và lễ nghĩa, giống như là một thục nữ thế tục bình thường, không thể nào quá lỗ mãng với nàng được, đặc biệt là lúc nói chuyện chính sự. Thi giao lại dẫn dương đại ca vào thượng cổ truyền tống trận, là bởi vì như thế đã vi phạm môn quy. Vì vậy, tới lúc đó, dương đại ca chỉ có thể ở trong thời gian nửa chén trà, không thể nào ở lâu. Nếu như không, thì không chỉ là thi giao sẽ bị quỷ môn xử lý, mà ngay cả dương đại ca cũng sẽ bị trục xuất ra thậm chí là bị nghiêm phạt. Đặng thi giao căn dặn rõ ràng Dương Phạm liên tục gật đầu Lại cười nói Ý tốt của thi giao Huỳnh đương nhiên là rõ ràng Dù là có bị phạt Dương đại ca cũng sẽ nguyện gánh chịu thay cho muội Đặng thi giao nghe thấy lời này Ở trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp M Lại có một chàng trai như vậy Vậy có cái gì mà không đủ nữa Nghĩ tới đây Đặng thi giao lại càng nắm chặt tay Rất sợ Dương Phạm sẽ trốn chạy ra khỏi tay của mình Dương Phạm lại càng cảm nhận được một cố ôn nhu thật sâu Đó là ái tình nam nữ vô cùng thuận mỹ nhưng chỉ tiếc, ở trong tình cảm này, hắn lại có chứa một mục đích rất nhất định. Nếu như không, nhân sinh có một đoạn hồi ức như vậy thực sự không còn gì để tiếc nuối. Phi hạnh một lát, phía trước xuất hiện có một chiếc hồ phạm vi lớn chừng vài dặm. Vừa nhìn chiếc hồ này, Dương phạm liền có một cảm giác đột ngột. Tù luyện tiên hồng quyết, nắm giữ lực lượng của tự nhiên, bất cứ nơi nào không hài hòa đều sẽ không thoát ra khỏi cảm quan của hắn. Cố truyền tống trận, khẳng định là ở trong hồ này. Dương Phạm lại cười khẽ, Đặng thì giao đôi mắt phóng ra một tia sáng kỳ dị Lại kinh dị nói Dương đại ca tại sao lại biết Chiếc hồ này cùng với hoàn cảnh xung quanh không có phối hợp với nhau Hơn nữa địa thế lại hơi cao Rõ ràng là do sức người mở ra Nó tồn tại Hẳn là vì che dấu thượng cổ truyền tống trận. Dương Phạm lại tỏ ra vẻ tự tin nói Dương đại ca nói đúng Truyền tống trận ở ngay trong hồ nước Người ngoài không thể biết được Đặng thì giao khóe miệng khẽ nhách Lại mỉm cười Dương Phạm lại mở ra cảm quan Dung nhập vào bên trong hồ nước Lại phát hiện nơi này có tồn tại cơm chế phong ấn hoàn toàn chiếc hồ Nếu đã tới thường cổ truyền tống trận Vậy thì đương nhiên là phải tới gần tham quan Không biết Thi giáo có phương pháp gì Dương Phạm lại cười Đặng Thi dao lại nhìn vào mắt của hắn Thở dài Người như Huynh không biết làm sao Mới thỏa mãn được tính tò mò Tuy nhiên nàng cuối cùng vẫn là không làm Dương Phạm thất vọng Tay ngọc vùng lên Xuất hiện một chiếc ngọc phù màu lam nhỏ thì sao lại có phương pháp mở ra cấm chế Trong lòng của Dương Phạm lại mừng rỡ như vậy Hành động của mình lại càng thêm tiện lợi Nếu như động thủ mạnh mẽ Phá ra cấm chế Không những là cần thời gian là còn khẽ khinh động đến Tù sĩ lăng tiêu tiền kiếm môn Tất nhiên là sẽ dẫn tới lực cản rất lớn với kế hoạch của Dương Phạm Thì giào khá hiểu lịch sử của Đông Thắng Đại Lục Hơn nữa tinh thông đạo trận pháp Tiền bối ở trong tông môn đặc biệt là cho phép muội và thăm dò chiến trường thượng cổ. Đặng thì lại nhuyễn miệng cười, làm cho Dương Phong mừng rỡ vô cùng. Đặng Thi Giao chẳng những là học thức như biển, thông hiểu xưa này, lại còn tinh thông đạo trận pháp. Dương Phong không khỏi nhớ tới mình ở thất thải thành Bảo cửu u bí cảnh đã nhận được trận đồ kỳ trận thượng cổ. Nếu như giao cho Đặng Thi Giao nghiên cứu, nói không chừng có thể một lần nữa chế tạo ra trận pháp cường đại cùng loại với thất thải thành Bảo. Dương đại ca, hãy đi theo muội. Đặng Thi Giao rất linh khí và trong ngọc phù trong tay, một cô ánh sáng nguyễn lam bao phủ quanh người đặng thì giao mang theo dương phàm tiến vào bên trong hồ cấm chế cường đại phong ấn toàn bộ hồ nước không một chút ảnh hưởng tới hai người xuyên qua thông suốt đi vào bên trong không những như vậy ngay cả nước hồ xung quanh cũng là không tới gần hai người trận pháp xung quanh hồ nước này quả nhiên là kỳ diệu dương phàm khánh không dứt miệng mặc dù là hắn không tinh thông trận pháp nhưng mà nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được chỗ cao mình trong đó đặng thì giao nghe lời này vẻ mặt hiện lên một ý cười vui mừng trận pháp này là do muội thiết kế sau đó là do tiền bối trong môn đã chỉ bố trí thành công. Dương Phạm thán phục, đặng thi giáo nghiên cứu đạo trận pháp vượt xa mình tưởng tượng. Nếu như luyện khí sư có xưng hào đại sư như vậy, đặng thi giáo này ít nhất cũng là một đại sư của trận pháp. Hai người dắt tay nhau bay vào trong hồ, nhanh chóng đi tới trước một đình đài đặc biệt. Đình đài này đặc biệt ở chỗ, bốn phía có chín cây cột, trên mỗi một cây cột đều có một con rồng vàng uốn lượn. Chín con rồng vàng, mỗi một con đều mở rộng miệng, Mờ hồ có thể thấy được hoa văn trận pháp cùng với một chiếc hố lồi lõm dùng để khảm linh thạch ở giữa hình đài là còn có một trận pháp đa dạng và phức tạp đây chính là truyền tống trận thượng cổ thì giáo đã nghiên cứu nó rất nhiều năm nhưng mà chỉ có thể tìm hiểu 4 năm phần huyền ảo nếu như có thể để cho ta thêm vài chục năm nữa có thể bố trí lại một lần nữa đặng thi giáo ngừng mắt nhìn trận pháp phía trước trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị hiển nhiên rất là say mê với nó Vậy chẳng hay trận pháp này khởi động như thế nào? Dương Phạm bình thản nói. Chỉ cần khám chín khối thượng phẩm linh thạch vào là có thể khởi động truyền tống trận. Một lần có thể truyền tống được ba người. Chẳng qua, theo lịch sử vạn năm qua, Phạm là tu sĩ bước vào trong truyền tống trận này, cũng là không có ai trở về. Thì giáo suy đoán, đây là một truyền tống trận đơn hướng. Nếu như mỗi có thể thông hiểu trận pháp này, tiến vào trong vùng đất thượng cổ, hẳn là có thể nối tiếp trận này, trở về Bắc Tần. Đặng Thi giáo lại không khỏi suy nghĩ hồi ức đôi mắt sáng bình tĩnh giống như là một bức họa. Bỗng nhiên, Dương Phạm giơ tay lên vỗ vào vai của nàng, ngay lập tức, một thân pháp lực của Đặng Thi Giao liền bị phong ấn, thân người không thể cử động. Huynh. Trong mắt của Đặng Thi Giao một mảnh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Dương Phạm. Dương đại ca. Thi Dao, xin lỗi. Dương Phạm hít sâu một hơi. Mục đích mà ta tới chiến trường thượng cổ của Triệu Quốc chính là bởi vì cố truyền thống trận này. Dứt lời, hắn lại lấy trong túi chữ vật ra chín khối thượng phẩm linh thạch mặc dù trong hắn rất nhiều lần chém giết cường giả kim đàn thượng phẩm linh thạch này trong tay cũng là cực kỳ có hạn dương phong lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch khảm nhập vào trong miệng của một con rồng vàng rồng vàng hai mắt chợt lóe sáng một bộ phận trận đồ trên trận pháp cũng đã dần dần sáng lên tại sao đôi mắt của đặng thi giao lộ ra vẻ bi thống thật sâu lẽ nào tất cả trước đó huỳnh đều chỉ là muốn lợi dụng ta không thì sao Trước đó ta đã tiếp cận muội Mục đích là có mục Mục đích lớn Nhưng mà không có một chút nào giả dối cả Chỉ là ta phải mượn lực lượng của truyền thống trận này Và phải rời khỏi bắc tần này để tránh né nguy hiểm Ta đang bị truy sát Đây không chỉ là an nguy của cá nhân ta Bởi vì nó là đã quá nhiều người hy sinh rồi Ta đã vì rất nhiều người hy sinh Mà đã làm cho họ thất vọng Dừng phòng nhanh chóng khám chín khối linh thạch vào trong miệng của chín con rồng vàng. Thoáng chốc, toàn bộ trận pháp truyền thống này đều sáng người dâng lên một cỗ cuồng sáng trắng mông lung và hoa lệ dương phong lại không một chút nào nghĩ ngợi bước trực tiếp vào trong trận pháp dương đại ca mau thả ta ra đặng thì giáo mắt lệ mông lung lại kinh hô trong mắt yêu hận giao hòa anh sáng lóe lên lưu lại tàn ảnh không rõ của dương phàm tuy nhiên ngày trước đó có một tia sáng xanh bắn ra cởi bỏ phong ấn pháp lực của đặng thi giáo dương đại ca đặng thì giáo ngơ ngác nhìn truyền tống trận nào còn nửa bóng người trong truyền thống trận này đã không còn hình bóng của ai hết một viên tâm của nàng đã nát ra thường tâm muốn chết dược phẩm đã rời xa khỏi nơi bắc tần để về phần đi nơi nào thì không ai biết được hết trường chương Trước 341 mới đến thiên cầm cố truyền thống trận truyền đến một trận giao động linh lực cường đại lập tức làm cho các tu sĩ tuần tra xa xa chú ý giao động linh lực này rất là kỳ lạ không tốt rồi là tới từ cổ truyền tống trận đại tu sĩ kim đan biến đổi sắc mặt hóa thành một đạo kiếm quang kinh hồn nhanh chóng bay về phía cổ truyền tống trận cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì cấm chế bên ngoài cổ truyền tống trận này đang cực kỳ cường đại cho dù là tu sĩ đại kim đan đích thần tới nhất thời nửa khắc cũng là không có thể công phá ra được đại tu sĩ kim đan trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rất nhanh hắn đã nghĩ tới một khả năng không ổn rồi trong tay của gì... Thì rào, đã có Ngọc Phù mở ra cấm chế. Nàng ấy cũng đã được là được dược sư bậc cao họ dương kia ở cùng một chỗ. Hơn nữa, người này rõ ràng là lai lịch không rõ ràng mà. Không xong rồi. Đại tu sĩ Kim Đan vừa giận vừa sợ, dứt khoát thi chuyển ra bí thuật, một hơi nhanh chóng lướt qua mấy chục dặm. Chẳng qua khi mà hắn chạy tới gần hồ nước, cố truyền tống trận dao động này từ truyền tống trận đã biến mất rồi. Hắn cầm trong tay một chiếc ngọc phù màu lam, xuyên qua hồ nước, bước đi tới chỗ truyền tống trận kết quả làm cho hắn ngẩn người đỉnh đài truyền tống trận là một mảnh tĩnh mịch không có một bóng người chín con rồng vàng uốn lượn lại còn tỏa ra một cỗ hơi ấm hiện nhiên trước đó truyền tống trận này đã bị mở ra một góc truyền tống lại còn đặt một quả huyền truyền tin phủ đại tu sĩ kim đan nhặt lấy quả truyền tin phủ này sắc mặt khẽ biến đây là thi giáo lưu lại sau đó hắn liền hóa thành một đạo kiếm quang kinh hồn bay về phía tông môn thực sự là đáng hận đáng hận mấy chục năm trước cũng đã có một nam tử họ Dương lừa gạt tình cảm của đệ tử phái ta và biết được bí mật cố truyền tống trận. hiện giờ lại nghĩ tướng mạo của hai người này cực kỳ tương tự, sao ta lại không nghĩ tới điểm này chứ? đại tu sĩ Kim Đan lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi. nếu như chị là Dương Phàm muội ra truyền tống trận rồi đi, vậy thì cũng thôi, không hề có ảnh hưởng lớn tới Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn. bởi vì từ khi Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn này sáng lập, phàm là người nào tiến vào trong truyền tống trận, chưa từng có một người nào trở về. nhưng vấn đề mấu chốt đó là, không phải là chỉ có một mình Dương Phàm biến mất. Ngay cả đặng thi Giao cũng đã đồng loạt biến mất. Bây giờ phải làm sao? Ta làm sao mà ăn nói với các trưởng lão lăng tiêu tiên kiếm môn được? Đại tu sĩ Kim Đan ở trong lòng một mảnh hỗn loạn. Thân phận của đặng thi giao ở lăng tiêu tiên kiếm môn không phải là một chuyện đùa. Dương Phạm cảm giác một trận động, tráng mắt hòa. May mắn, hắn đã đọc qua thưởng thức sử dụng truyền tống trận. Nhắm hai mắt lại. Sau một trận dung truyền kịch liệt, hắn đã cảm giác thân hình của mình ổn lại, khôi phục trạng thái bình thường. Đây là dương phạm lại mở mắt quét nhìn tứ phía lại phát hiện ra mình đang đứng trên một mảnh biển rộng sóng biển sôi trào xa xa mơ hồ có thể thấy được hình bóng của đạo nhỏ biển rộng sao đây chính là biển rộng trong truyền thuyết dương phạm lại ngửi một làn gió biển xa lạ thổi tới tất cả nơi này đều cho hắn một loại cảm giác rất xa lạ theo hắn biết đồng thắng đại lục này bề ngang hàng tỷ dặm hải vực hẳn là cũng cực kỳ xa xôi tuyệt đối không chỉ là một chút nào khoảng cách hàng tỷ dặm Đầu tiên, về mặt độ dày linh khí nơi này đã gấp đôi Bắc Tần, bởi về kết luận văn minh tu chân nơi này hẳn là cao hơn Bắc Tần, thập tam quốc. Đang lúc mà hắn bồi hồi không chắc chắn lại nhìn xung quanh, nước biển dưới chân bỗng nhiên lại cuộn trào. Không ổn. Dược phàm mơ hồ cảm nhận được một cỗ nguy cơ, thân hình lại chợt lóe, liền lướt đi 20 trượng, giữ hư không lóe ra một đạo hình cung màu bạc. Thoáng một cái, trong nước biển chỗ dưới chân của hắn bay vụt ra một con cá mập lớn màu trắng, dài mười trượng hàm răng nhọn của nó đầy mùi máu tanh đớp mạnh không khí rung động bọt nước tùng tóe đây là một con yêu thú cấp ba đỉnh dương phàm lại lộ ra một vẻ kinh dị ấy tu sĩ bậc cao Còn cá mập lớn màu trắng bạc hiện lên một tia dị sắc chuyển một cỗ dao động tinh thần kỳ lạ về phía dương phàm kỳ quái là dương phàm có thể nghe được ngôn ngữ của nó và hiểu được phát hiện ra dương phàm là tu sĩ bậc cao còn cá mập yêu thú cấp 3 này lập tức chuẩn bị chạy trốn. Này, đứng lại! Dư phỏng quát lại một tiếng, bỗng nhiên hắn vươn tay, hấp huyết xa tiền không một tiếng động, trói nó lại. Nhân loại! Lẽ nào, người lại dám ngang nhiên hạ thù với ta ở hải vực này? Còn cá mập lớn này giết gào đối với Dương Phạm không quá mức sợ hãi, thậm chí là còn một bộ dạng ra vẻ không sợ hắn chút nào. Vì vậy Dương Phạm lại cảm thấy cô quái, quát lạnh nói. Ta hỏi ngươi, đây là nơi nào? Nơi nào? Lúc này lại đến phiên con cá mập kỳ quái Nó đương nhiên lại nói Đương nhiên là lãnh địa thanh giao long cha phi Đại nhân Thanh giao long cha phi Trong lòng của Dương Phạm lại thất kinh Lòng đã biết là không ổn Chẳng lẽ mình đã đi vào trong địa bàn của yêu thú Nhưng mà hắn lại cảm thấy không đúng Con cá mập này đối với mình tồn tại Lại không cảm thấy kỳ quái gì Sao Người ngay cả thanh giao Long cha phi đại nhân mà cũng không biết con cá mập lại rít gào Tù sĩ nhân loại vô tri, ngươi hoàn toàn là không biết gì về vùng hải vực này rồi, lại còn dám xông vào đây náo loạn khắp nơi. Đồng bạn nhân loại của ngươi, thấy tộc yêu thú chúng ta là còn phải nhượng bộ lùi bình đó. Cầm mồm. Trong mắt của Dương Phạm vừa hiện lên sát khí, hấp huyết sản tiên trong tay lại tăng thêm lực độ. Đúng lúc này, hắn liền cảm ứng được từ trong biển sâu mấy tia thần thức yếu ớt. Những thần thức này đều là truyền ra từ những yêu thú cấp 2 trở lên, nhưng mà kỳ quái là những yêu thú này lại không lập tức đi tới. Ngược lại, giống như đang xem kịch vui. Nói, đây là nơi nào? Dương Phạm lạnh như bằng. Đây là thiên cầm hội hải. Còn cá mập lại bị trói chặt, cảm thấy cả người vô lực. Ở trong lòng liền sinh ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Tù sĩ nhân loại trước mặt có một chút không giống với những tù sĩ nhân loại mà nó đã từng thấy. Đồng thời, nó lại cũng không cách nào hiểu được. Dương Phạm thần ở khu hải vực này làm sao mà ngay cả tên hải vực cũng là không biết dương phẩm lại cố gắng tìm tòi ký ức nhưng mà không nghĩ ra được khu vực này là ở đâu thiên cầm nội hải nội hải nói như vậy nơi này không phải là hải ngoại dương phẩm lại không khỏi thở dài một hơi nếu như quả thực là hải ngoại vậy thì khoảng cách quá như là xa xôi dù dương phẩm thăng cấp nguyên anh không có mấy trăm đến mấy ngàn năm vậy thì không cách nào trở lại được bắc tần ngư dương quốc đồng thời Dương phòng cũng đã phát hiện ra một chuyện làm cho hắn mừng rỡ cảm ứng giữa hắn với tam u lão ma đã triệt để biến mất nói cách khác Dương phòng hoàn toàn thoát ra khỏi phạm vi cảm ứng bởi vậy cũng có thể thấy được khoảng cách từ thiên cầm nội hải này đến bắc tần thập tam quốc là xa xôi cỡ nào người không biết thiên cầm nội hải vậy lẽ nào người là tới từ lục địa còn cá mập hiển nhiên là có linh trí nhất định không khỏi kinh hồ ánh mắt của Dương phạm trở nên lạnh lẽo hấp huyết xà tiên trên tay đột nhiên lại vùng lên ném nó ra xa mấy chục trượng Ngươi là sinh linh đầu tiên mà ta gặp được Khi mà tới thiên cầm nội hải Dương mố sẽ tha cho ngươi một mạng Dứt lời Dương phóng Trần đạp độn quang xanh lục Bay về phía xa Hắn là cũng muốn giết người diệt khẩu Vậy nhưng mà lúc tra hỏi con cá mập này Ít nhất là có mấy trăm đạo thần thức đã thấy được Hơn nữa vùng hải vực này lại vô cùng quỷ dị Thần thức bao phủ đến mấy chục dặm không thấy một bóng người Hiện nhiên là địa bàn của yêu thú Hắn lại cũng không kịp Tự ý mà ra tay Thấy Dương Phạm rời đi rồi, mấy đạo thần thức xoay quanh lại bắt đầu thất vọng giống như cảm thấy tiếc nuối dương phàm tại sao lại không ra tay giết chết con cá mập này dương phàm lại bình yên thoát ly thần thức tập trung với những yêu thú cũng là không gặp phải yêu thú âm thầm theo dõi truy sát điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất ngờ nói chung thiên cầm nội hại này khắp nơi đều là quỷ dị dương phàm không có cách nào giải thích được phương thức tồn tại của nó Dương Phạm tăng tốc độ, đồng thời cũng là thả ra khí tức cường giả bậc cao để cho những yêu thú âm thầm ẩn nấp dưới biển sâu phải sinh lòng cố kỵ không dám ra tay. May mắn, Dương Phạm phi hành đến mấy chục dặm chỉ cảm ứng được hai yêu thú bậc cao, chúng nó chỉ là dùng thần thức hiếu kỳ quan sát Dương Phạm một lúc, không có ý động thủ. Mục đích của Dương Phạm đương nhiên là một tòa đào nhỏ ở trong tầm nhìn phía trước. Đào nhỏ kia nhìn thì như rất gần, nhưng kỳ thực nó ở xa ngàn dặm, ước chừng nửa canh giờ sau. Dương Phạm là cũng không sử dụng tốc độ cao nhất, liền đi tới gần hòn đảo nhỏ này. Lúc cách đảo nhỏ gần 10 dặm, Dương Phạm đã mở ra thần thức đảo qua. Kết quả làm cho hắn sắc mại đại biến. Trên hòn đảo nhỏ này không ngờ sinh tồn rất nhiều yêu thú. Đương nhiên, ngoại trừ yêu thú ra lại còn không có ít nhân loại. Trong đó lại cũng có bao gồm cả một ít người tu tiên. Đây rất cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nhân loại cùng với yêu thú lại cùng nhau tồn tại. Dựng Phạm quả thực là khó có thể tiếp thu được loại tình huống như vậy. Trải qua một phen quan sát, hắn đã phát hiện ra số lượng nhân loại người phàm là nhiều nhất. Tuy nhiên, ở những nơi này đều là tình trạng trạng thái bị nô dịch. Về phần người tu tiên, địa vị ở trên đảo nhỏ này cũng không quá cao, đối với yêu thú đều là rất cung kính. Về lẽ nào, thiên cầm nội hải này là thế giới bị yêu thú thống trị sao? dược Phạm lại cảm thấy thực sự khó tin. Theo hắn biết, đồng thắng đại lục, tù sĩ nhân loại chiếm địa vị chủ đạo tuyệt đối. Vậy nhưng mà ở thiên cầm nội hải, hiển nhiên không phải là như thế đương nhiên tình huống cụ thể là thế nào dương phàm vẫn còn chưa vội kịp kết luận dù sao hắn chỉ là vừa tới thiền cầm nội hại này dương phàm lại suy nghĩ một chút về vấn đề quyết định lên đảo xem thử dù sao nơi này cũng là có thể thấy hình dáng của nhân loại hắn thả sức tỏa ra khí tức bậc cao đi tới gần hòn đảo nhỏ hắn tồn tại chỉ khiến cho sinh linh trên đảo này kiên kỵ nhưng mà cũng không quá lạ lẫm thấy như vậy trong lòng của dương phàm lại thả lỏng xuống hạ xuống đảo nhỏ phạm vi trăm dặm Tiền bối nhân loại này, ngài vừa đến đảo này hay sao? Một con mãng xà màu đen dài chừng 10 trượng, toàn thân cuộn thành một thân đại thụ, giao lưu với Dương Phạm. Dương Phạm đã quan sát, phát hiện ra chỉ có yêu thú cấp 2 trở lên mới có bản lãnh tiến hành câu thông với nhân loại. Trong miệng hoặc là tay của chúng nó, có một hạ châu hoặc là đặc thù dùng nó để phát ra dao động tinh thần đặc biệt cùng với giao lưu nhân loại. Còn hắc mãng này là yêu thú cấp 3 đỉnh, thực lực của nó cường đại nhất khu đạo nhỏ này. Phải, vừa tới, Dương Phong nhàn nhạt, nhạt nói: Ta lại là thủ lĩnh chủ của khu đảo nhỏ này, tôi sẽ bậc cao nhân lại tổn quý. Nếu như ngài có nhu cầu gì có thể đề xuất với ta. Còn Hắc Mãng này lại khá khách khí với Dương Phong. Cảm tạ người, ta chỉ muốn ở lại đây một thời gian thôi. Dương Phong hồi đáp, vừa tới thiên cầm hồi hải, lại không quen nhân sinh, Dương Phong tự nhiên là phải khiêm nhường. Hắc Mãng chỉ nói một tiếng với Dương Phong, liền tự nhiên lại nằm ngủ, bộ dạng của nó lại rất yên tâm. Dương Phạm liếc nhìn nó về mặt cổ quái Rồi lại đi vào trong đảo nhỏ Hắn phải đi tìm một vài tu sĩ nhân loại để giao lưu một phen Hết trường Trường 341 Phường thị đảo nhỏ Đây chỉ là một hòn đảo Phạm vi trăm dặm Số lượng nhân loại bình thường chiếm ra khoảng 8 phần Số lượng yêu thú cùng với tu sĩ mỗi bên chiếm một phần Dương Phạm có thể nhìn ra thực lực của yêu thú mạnh hơn tu sĩ nhân loại. Dưới tình huống cùng với cấp bậc địa vị của yêu thú là phải cao hơn những tu sĩ nhân loại nửa phần. Về phần những người phàm không có pháp lực gì ở lại ở trong một trạng thái nô dịch, hoặc là nói là bị yêu thú thống trị. Địa vị của người tu tiên thoáng cao hơn một chút, cơ bản là có thân tự do, nhưng mà lúc thấy yêu thú đều có vẻ rất cung kính. Dương phàm là một tu sĩ bậc cao duy nhất tới hòn đảo này, ngay cả lĩnh chủ hòn đảo là con hắc mãng quấn ở trên thân cây nằm ngủ cũng là phải vô cùng cung kính với hắn. Thần kinh của tên này thô thiện, hay là không hề sợ hãi? Một tu sĩ bậc cao nhân loại tên lãnh địa của nó lại có thể ngủ ngon như vậy sao? Dương phòng quả thực là khó có thể lý giải được phương thức suy nghĩ của đối phương. Đổi lại mình mà nói, nếu như mình chỉ là một tu sĩ cấp thấp, lại có một yêu thú bậc cao lai lịch không rõ tên nhà của ngươi, vậy thử hỏi dưới tình huống như vậy, người còn có thể ngủ ngon như thế không? Dương phòng lại mở ra thần thức tìm nơi tu sĩ nhân loại tiếp tục tụ tập ở trên đảo, dọc theo đường đi bất luận là yêu thú cấp thấp hay là tu sĩ nhân loại lúc nhìn thấy hắn ở trong mắt đều hiện lên một tia kính nể điều này làm trong lòng của dương phàm lại an tâm hơn một chút thiền cầm nội hải tuy khắp nơi lộ ra một vài quỷ dị nhưng mà nhất định là cường giả làm đầu vẫn là không hề thay đổi bái kiến tiền bối một thiếu niên ngừng thần kỳ lanh lợi nhanh chóng chạy tới trước người của dương phàm thiếu niên mặc áo gai bộ dạng khoảng 15-16 tuổi ánh mắt sáng người lại cố lấy dũng khí nói chuyện với dương phàm nhưng mà trong lòng của hắn vẫn có một chút khẩn trương dương phạm lại cười hì hì nhìn hắn tạm thời không lên tiếng thấy như vậy trong lòng của thiếu niên này lại hơi bất định lại nói ta lại thấy tiền bối vừa tới đây thiếu một người dẫn đường vậy không bằng để tiểu nhân dẫn đường cho ngài <laughs> được người rất là thông minh cũng là rất có dũng khí dương phạm lại cười nhẹ lộ ra một vẻ khét ngợi hắn lại thấy thân phận tu sĩ bậc cao bước đi trên đào nhỏ các tu sĩ nhân loại đều phải kính sợ có thừa nào có dám tiếp cận vậy mà còn thiếu thiên niên áo gai này thì lại nhìn ra người ta không hề quen nhân sinh nơi này lại cố lấy dũng khí nói chuyện với một tu sĩ bậc cao kim đàn cao cao tại thượng phần dũng khí cờ trí như vậy thiếu niên bình thường không thể nào có Tiên bối khích lệ, tiểu nhân tên là Phó Bình. Gia gia của ta đã từng là một vị tu sĩ bậc cao, sau đó cùng với phụ mẫu của ta đã chết ở trong hải chiến. Chỉ còn lại có ta, may mắn tồn tại hậu thế thiếu niên áo gai thần sắc ảm đạm lại nói một lời đơn giản thân thế của mình với dương phàm thì ra là hậu nhân của bậc cao khó trách người vẫn còn nhỏ tuổi đã tu luyện đến ngưng thần kỳ rồi dương phàm lại thoáng cái than thở ở với độ tuổi 15-16, tu luyện đến ngưng thần kỳ nếu đạt ở trong nơi bắc tần đúng là một cấp bậc thân thiên tài nhưng mà lại ngẫm lại thiên cầm nội hải độ dày linh khí gấp đôi so với bắc tần ở trong lòng lại liền cân đối một chút ta họ dương tên phàm là một dược sư người có thể gọi ta là dương dược sư dương phong lại cười cười vậy dương dược sư thiếu niên phó bình lộ ra một vẻ kinh dị dược sư bậc cao ở thiên cầm nội hải cũng là rất hiếm thấy người hãy đi theo ta dương Mỗ lại có chuyện muốn hỏi với người dương phong lại dẫn phó bình đi tới một góc vắng vùng tay vẽ giữa hư không bố trí một tầng cấm chế để người ngoài không thể nào dình xem được sau đó dương phong bắt đầu hỏi phó bình những vấn đề của mình Phó Bình lại đương nhiên hỏi rất tất đáp, đồng thời ở trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Vị dược sư bậc cao này hỏi đều là những vấn đề có tính thưởng thức. Đương nhiên, hắn lại nghi hoặc chỉ đặt dưới đáy lòng không có dám hỏi nhiều. Ước chừng nửa canh giờ sau, Dương Phạm thở ra một hơi dài, thu hồi cấm chế xung quanh. Trải qua một phen giao lưu, hắn đã có lý giải nhất định với thế cục của, của Thiên Cầm Nội Hải thế cục của, của thiên cầm nội hải này cùng với bắc tân thập tam quốc quả nhiên là bất đồng nơi này là một nội hải không phải là nơi đất liền thế lực yêu tộc cao hơn nhân loại một chút dùng lời của phó bình mà nói thiên cầm nội hải vô, vi, vô biên vô hạn 99% khu vực này đều là bộ tộc của yêu thú như vậy nhân loại sinh tồn ở nơi nào lẽ nào đều đã bị yêu thú thống trị dương phạm lại cảm thấy không thể nào tin người phạm cùng với tù sĩ cấp thấp có thể thuần phục yêu phú yêu thú để thống trị những kim đan bậc cao thậm chí là nguyên anh bậc cao, bọn họ đâu phải là loại người dễ chơi. Cảnh giới tu vi càng cao liền càng không thích người khác quản thúc. Thiên Cầm Nội Hải này 99% khu vực đều là thuộc về yêu tộc, điều này không có sai, nhưng mà tu sĩ là nhân loại vẫn có thể sinh tồn ở hải vực này, chỉ cần không chủ động hạ sát yêu thú. Tu Thiên Cầm Liên Minh sẽ là bình yên vô sự, trừ phi gặp phải mãnh thú không có lệ thuộc vào liên minh. Phó bình đáp: Nhân loại lại không có bao nhiêu địa bàn thuộc về mình, coi như là sinh tồn bình yên, cũng là thuần phục dưới yêu thú thống trị. Điều này có khác gì tham sống sợ chết chứ? Khói miệng của Dương Phạm lại hiện lên một tia trào phúng. Phải là như vậy mà, chính là tham sống sợ chết. Trên mặt của Phó Bình lộ ra một vài tia giận dữ và kích động. Vậy cho nên, ta hy vọng tiền bối có thể mang ta rời ra khỏi cái đảo nhỏ này. Rời khỏi đảo nhỏ này? Vậy là có ý gì? Lẽ nào rời khỏi đảo nhỏ này là có thể thu hút được tự do? dự phạm lại càng hồ đồ đào nhỏ thiên cầm nội hải này đều bị yêu tộc chiếm lĩnh vậy chẳng lẽ lại còn muốn sinh tồn bên trên biển rộng mênh mông sao hồi bồng tiền bối tù sĩ chân chính có quyền tự do không bị yêu thú thống trị nếu như sinh tồn trên hải lực vô biên bọn họ đều là sinh hoạt ở trên các pháp khí di chuyển cỡ lớn giống như là pháo đài trên biển chiến thuyền trên biển phó bình bắt đầu nồng nhiệt giải thích thì giá các tù sĩ nhân loại cũng sẽ có địa bàn của mình nhưng mà cũng là trôi nổi trên biển rộng vô biên Căn cứ theo nhân loại nổi danh nhất đó là Nhất Đảo, Tứ Thành, 108 thần thuyền. Nhất Đảo, đó chính là Vĩnh Hằng Đảo, một tòa đảo cỡ lớn, phạm vi mấy chục vạn dặm, trôi nổi giữa hải lực vô biên, có vĩnh hằng trận địa lực phòng ngự rất mạnh, hàng tỷ yêu thú cũng là không thể công phá. Tứ Thành, đó là bốn tòa thành trì cỡ lớn có thể di động được trên biển, mỗi một tòa thành trì lớn đến mấy ngàn dặm có thể chìm xuống đáy biển, lực lượng phòng ngự bốn tòa thành này cũng rất mạnh. Mỗi một tòa thành đều có mấy vị cường giả nguyên anh kỳ tọa chấn cũng là thánh địa tu sĩ thiên cầm nội hải hướng tới. 108 thần thuyền, đây chính là chỉ số lượng, là 108 chiếc pháp bảo nổi ở trên nước cường đại, mỗi một chiếc đều có thể chịu tải mấy vạn tu sĩ quy mô rất lớn, xuất quỷ nhập thần, vị trí trôi nổi không ngừng, 108 thần thuyền, mỗi một chiếc đều là pháo đài ở trên biển lực phòng ngự cường đại, mặc dù tạo thành một trận gió tanh mưa máu, nhưng mà cũng có thể làm ung dung bỏ chạy. Đương nhiên nhất đảo tứ thành 108 thần thuyền lại chính là căn cứ địa nhân loại có danh tiếng thực lực hùng hậu ở trên hải vực vô biển còn có ngàn vạn pháo đài ở trên biển chúng đều là nơi đất lành của tu sĩ nhân loại những tin tức ở trên đó đều là dương phàm biết từ miệng của phó bình về phần giới nhân loại cùng với cao tầng yêu tộc đạt thành hiệp nghị ước định như thế nào lại làm sao mà bình yên tồn tại từ xa từ xưa tới nay vậy thì phó bình lại không có khả năng biết mặc dù là gia gia phó bình là một tu sĩ bậc cao hắn là một thiếu niên 16 tuổi là một tu sĩ cấp thấp, tin tức biết được cũng là cực kỳ có hạn. Bởi vì hắn cũng là quanh nằm ở trên hòn đảo nhỏ này, lại bị yêu tộc quản thúc. Muốn thoát ly khỏi yêu tộc, thống trị chỉ, chỉ có đúng hai khả năng. Thứ nhất, tu luyện tới bậc cao. Như vậy thì có thể đảm bảo an toàn cơ bản một mình bỏ chạy ra khỏi hải vực, tìm được căn cứ địa tu sĩ nhân loại gia nhập vào trong đó, được một vùng đất an bình. Có người nói, tu sĩ rơi bậc cao, một mình một người rời bến, rất là ít có khả năng còn sống trở về thứ hai có chiến thuyền trên biển hay là pháo đài trên biển đi ngang qua đảo nhỏ này cùng với giao dịch tài nguyên với đảo tuy nhiên xác suất xuất hiện chiến thuyền cùng với pháo đài ở trên biển này tương đối thấp có thể mấy chục năm mới gặp một lần hơn nữa một hòn đảo nhỏ bé chật hẹp như vậy không hề có tài nguyên ngay cả pháo đài ở trên biển có đi ngang qua cũng chưa chắc sẽ muốn dừng lại mặc kệ là tu luyện đến cấp bậc cao hay là đội pháo đài trên biển đi ngang qua đều là hết sức khó khăn vì vậy đối với tuyệt đại đa số tù sĩ cấp thấp trên đảo mà nói tự do chân chính khó có thể với tới ở trong lãnh địa yêu thú hơi có một chút vô ý đắc tội với lính chủ tính tình táo bạo liền có thể bị yêu thú ăn tươi nuốt sống kết cục tuyệt đối sẽ, sẽ rất thê thảm vì vậy ngại bình thường những tù sĩ bậc thấp bọn họ đối với yêu thú ở trên đảo cũng là đều phải cung kính có thừa sau khi hiểu rõ tình huống sơ bộ trong lòng của Dương Phạm đã có quyết định nói với Phó Bình người hãy dẫn ta đi phường thị giao dịch để xây mới trên đảo như thế nào? Dương Phạm biết đại đa số yêu tộc đều sinh tồn ở trong biển hoặc là ở trên đảo. Đảo nhỏ này tồn tại là bởi vì xúc tiến thương nghiệp mậu dịch giữa nhân loại và yêu tộc. Yêu tộc cấp thấp thiếu đi linh trí cần một loại khai linh thạch xúc tiến khai phá linh trí. Chỉ có yêu thú cấp hai trở lên sau khi thần thức mới có thể tương đương với tu sĩ ngưng thần kỳ, nó mới có thể sử dụng khai linh thạch để mật, có thể giao dịch. Một khi khai linh thạch này thành công là có thể thoát ly ra phạm chủ mãnh thú trở thành một thành viên của liên minh Thiên Cầm yêu tộc. Yêu thú sau khi khai linh có trí lực cùng với lý trí, nhất định là sẽ không có tùy ý công kích nhân loại. Lại còn có thể tăng cường được năng lực học tập và tu luyện, đây cũng là một trong những nguyên nhân nhân loại có thể cùng tồn tại với yêu tộc. Ngoài ra, thông ngôn châu cũng là một loại đạo cụ giao lưu giữa yêu thú và nhân loại, cũng là những hạt châu mà Dương Phạm đã thấy yêu thú mang theo bên người. Khai linh thạch, thông ngôn châu cùng với các loại pháp khí, pháp bảo các loại đạo cụ linh đàn khác đều là do tu sĩ nhân loại sản xuất bởi vì những kỳ nghệ tương đối tinh vi đa số yêu tộc cấp thấp là không cách nào đảm nhiệm được còn với tu sĩ cấp cao mặc dù có năng lực của nguyên khí luyện đàn nhưng mà so sánh với tu sĩ nhân loại cung cấp vẫn là có khác nhau rất lớn trừ khi đạt tới yêu thú cấp 5, hóa hình kỳ vậy thì còn số yêu thú hóa hình kỳ ở thiên cầm nội hải cũng là cực kỳ thừa thớt giống như là địa vị lão quái nguyên anh kỳ ở trong tu sĩ nhân loại yêu tộc có tài nguyên đất đai tu sĩ nhân loại nắm giữ thủ đoạn kỹ xảo vì vậy liền duy trì cân đối đặc biệt ở thiên cầm nội hải mậu dịch thương nghiệp ở trên biển cũng đã trở thành một điều trọng yếu nhất mang theo lòng hiếu kỳ này dương phòng đã để cho phó bình dẫn mình đi tới một con đường giao dịch phồn hoa nhất đảo hai bên đường phòng ốc cao chót vót hơi thô giáp nhưng mà lại cao lớn hùng vĩ dương phòng cũng đã nhìn thấy mấy chục người phàm đang xây dựng phòng ốc cho yêu thú bởi vì nguyên nhân yêu thú cùng với nhân loại cùng nhau tồn tại, phòng ốc trên đảo lại cực kỳ to lớn. Nhìn những người phàm đã bị yêu tộc nô dịch và thống trị, trong lòng của Dương Phàm lại chẳng có tư vị gì, nhưng bằng vào lực lượng của hắn vẫn còn xa mới có thể thay đổi được đại cục của Thiên Cầm Nội Hải này. Dương Dược Sư, xin mời, nơi đây là phương thị giao dịch lớn nhất của đảo nhỏ này. Phó Bình cung kính lại dẫn Dương Phàm đi vào trong một tòa kiến trúc hùng vĩ cao 20 trượng, bên trong là phòng khách cực kỳ trống trải. Giống như là một quảng trường cỡ nhỏ bên trong đủ những loại yêu thú hình dạng kỳ quái, hoặc rắn, hoặc hổ, hoặc cá, hoặc tôm, rùa, ưng khổng lồ, mãng xà, loài nào cũng có. Dương Phạm lại vừa nhìn chẳng diện lại vô cùng cảm thấy kinh ngạc. Hết chế, hết chương. Chương 342 Duyên Thọ Đan Các loại yêu thú đủ những hình dạng, kích cỡ ở khắp nơi. Mỗi yêu thú có quầy hàng của riêng mình bài biện theo những tài liệu tu tiền. đương nhiên trong đại sảnh này cũng là không có thiếu hình bóng của tu sĩ nhân loại. Các yêu thú cũng bán ra tài liệu tu tiền mua từ trong tay của tu sĩ nhân loại khác. Những đạo cụ sau khi luyện chế ra công giống như là linh đàn, phù triển, pháp khí. Tu sĩ nhân loại mua nguyên liệu vật liệu từ trong tay của yêu thú bao gồm thiên tài địa bảo, các loại linh thạch, tài liệu luyện khí, kim loại, khoáng thạch, tài liệu luyện đàn bao gồm những kỳ hoa dị thảo, những loại dược liệu. ở trong đại sảnh có một ngư nhân và thiết giáp cự giải phụ trách tuần tra duy trì trật tự của phường thị bước vào trong phường thị cơ lớn ở trên đảo suy nghĩ của dương Phạm đã bị phá vỡ thêm lần nữa nhìn những yêu thú sống hòa thuận với tù sĩ nhân loại bộ dạng thấy mãi mà quen dương Phạm lại không khỏi chật chật làm kỳ Khối sàn hồ biển sau này ít nhất là có thể bán được 10 khối linh thạch, một khối là cũng không thiếu được. Đây là mẹ của ta nói, tu sĩ nhân loại, giả hoạt ngàn vạn lần, không có được mắc lừa một con gấu lớn hàm hậu nửa nằm ở trên mặt đất ngồi nói với tu sĩ đối diện vị hùng lão ca này san hô biển sâu bình thường đúng là có thể bán ra hai mươi vậy nhưng mà bây giờ ngài xem cái khối này đây bên trên có một tầng bắc hàn phẩm chất của nó không có tốt bình thường cũng chỉ có thể bán đến năm khối linh thạch thôi vừa lúc ta cũng thiếu loại san hô này lập nguyên liệu tiện nghi cho ngươi rồi tám khối linh thạch một lão già ngưng thần kỳ thần quang giả dối nói cuối cùng con gấu lớn hàm hậu này vẫn là trí lực không đủ đã bị lão già ngừng thần kỳ mài cứng mài mềm giữa cụ đã bán ra khối san hồ biển sâu với giá 8 khối linh thạch dương phạm lại nhìn thấy tình huống này ở trong mắt không khỏi buồn cười tầng hắc ba ở trên san hô kia rõ ràng là ngọc san hô sinh trưởng đến mức tận cùng mà hình thành giá trị ít nhất là tăng vọt đến mấy lần Con gấu lớn này hàm hậu rõ ràng đã bị lừa dối lão già ngừng thần kỳ thu hồi san hô hồ, về mặt mừng rỡ nhưng mà lão lại nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt của dương phàm lại không khỏi kinh hãi người người tu tù, tù... Tù sĩ bậc cao dương phạm lại không hề để ý đến lão già nữa mà chậm rãi đi dạo quanh đại sảnh muốn nhìn xem có tài liệu mà mình cần hay không sẽ thấy chúng tu sĩ yêu tộc rất cố kỵ thân phận bậc cao của mình dương phạm thu liếm khí tức áp chế tu vị ở cảnh giới trúc cờ bước đi một hồi trong mắt của dương phạm hiện lên một tia quang mang cực kỳ kinh dị hắn đã kinh ngạc phát hiện ra một số tài liệu vô tình vô cùng quý hiếm ở nơi bắc tần ở nơi nội hải này căn bản là hàng vỉa hè không hề có giá trị ví dụ như là hắn vừa thấy một viên trân trâu tỏa sáng êm dịu lại chính là tài liệu luyện đàn thượng đẳng đặt ở bắc tần ít nhất thì giá trị đến mấy chục linh thạch vậy nhưng mà ở nơi này chỉ là đáng giá có mấy khối linh thạch ngoài ra còn có vài khoáng thạch kim loại được luyện chế hiếm thấy ở bắc tần ở nơi này đồng dạng cũng là không hề đáng tiền thấy tình cảnh như vậy dương phòng không khỏi hai mắt tỏa sáng nếu như mình có cơ hội trở về bắc tần vậy thì không phải là Dầu to nữa hay sao Lúc đi tới một chỗ thần thể của dương phòng Không khỏi ngừng lại Hắn đã thấy được một nửa đoạn rễ cây Đây Là rễ cây của khô khuyết thụ Dương phòng lại kinh dị không thôi Vật này chính là một trong những tài liệu Luyện chế duyên thọ đàn Dương phòng gần như đã tụ tập đủ Những tài liệu luyện chế duyên thọ đàn Chỉ có ngô khuyết thụ này là không hề có tin tức Không ngờ tới ở một nơi nội hải như vậy Thoáng cái liền đã gặp qua Vật này giao dịch thế nào dương phòng cúi người xuống nhìn thấy một con rùa lười biếng đối diện nói con rùa này là yêu thú cấp 2, liếc mắt nhìn dân phàm một khối linh thạch mười cộng mười cộng một khối linh thạch dương Phạm ngây dại, đây quả thực là quá dày mặt tài liệu tìm cả ngư dương quốc cũng là không thấy nơi này hoàn toàn là giống như rác rưởi một khối linh thạch mười cộng đây là giá thấp nhất con rùa vẫn lười biếng về vật này có lai lịch và công dụng thế nào? Dương Phạm vẫn bình tĩnh hỏi. dễ cây ngô khuyết thụ, công dụng, đó là dược liệu. Còn đùa, con rùa, vẫn là bình tĩnh đáp. Ta sẽ mua 10 cọc. Dương Phạm quyết đoán rất nhanh, thanh toán một khối linh thạch. Sau đó lại nói. Người lại có ngô khuyết thụ hay không? Ta lại muốn vài cây. Trong biển nơi này có... Muốn thì tự mình đi mà chặt. Ta cũng không có công cụ cường đại như thế. Còn rồi lại trợn trăng mắt, liền không nói thêm một lời nào. Dương dược, dược Sư, ngô khuyết thụ này ở đây, ở trong đáy biển gần đây, ta có biết chỗ đó. Phó Bình đáp. Hai vị à, các người lại muốn đi đáy biển sao? Chỗ ta có một viên tị thủy châu, mười khối linh thạch một viên. Một tu sĩ nhân loại bên cạnh, lỗ tai lại thính, lập tức đề cử đạo cụ của mình với Dương phàm Tị thủy châu? Mới mười, mười khối linh thạch một viên Dương Phạm lại lộ ra vẻ nghi vấn Tỷ Thủy Châu Đó là trí bảo trong truyền thuyết mà à, Của ta đây là tỷ Thủy Châu Hơi kém chất lượng một chút Ngay cả hàng hỏng chế là cũng không có tính được Mang theo nó tiến vào trong biển Gió phải trong linh khí có thể ngăn cách dòng nước Nhưng mà không thể nào giảm bớt áp lực Có thể dùng trong biển 3 ngày 3 đêm Tu sĩ nhân loại giải thích Dương Phạm lại không khỏi buồn cười Vậy ta mua hai viên thử xem Tị Thủy Châu trong truyền thuyết chỉ cần mang theo bên người, không cần rót vào linh khí liền có thể tự chủ ngăn cách dòng nước, thậm chí là tách ra khỏi tầng nước. Công hiệu cường đại nhất của nó chính là khi lặn xuống biển sâu có thể chống đỡ được áp lực. Thử nghĩ mà xem, khi tu sĩ nhân loại lặn lội xuống nước sâu mấy ngàn trượng, thậm chí là đến mấy trăm dặm, áp lực nước phải chịu đựng đâu là chỉ phải là mấy vạn cân. Mùa hai viên tỵ thủy châu thấp kém, Dương phàm lại dạo quanh phượng thị giao dịch đến nửa ngày, mua không ít tài liệu cần thiết. Khi mà Dương Phạm rời giường, rời ra khỏi phường thị sắc trời đã tối dương dược, dược sư nếu có thể thì mời ngài tới nhà ta phó bình nói được thôi dương Phong gật đầu hắn đã cũng quyết định ở lại đảo nhỏ này một thời gian mới dự tính tiếp chỗ phó bình ở phía bắc đảo là một động phủ giữa vùng núi non tỷ tỷ ơi đệ đã trở về rồi lại còn dẫn theo khách quý nữa phó bình lại thi triển ra pháp quyết mở cấm chế xung quanh của động phủ Hôm nay tại sao lại về chế như vậy? Trong đội phủ truyền ra một giọng nói mềm mại và im tai Sau đó là có một cô gái tú lệ mắt ngọc Mày ngài bước ra Không nói là tuyệt sắc Từ sắc trung thượng Nhưng mà đôi mắt sáng lộ ra vài phần linh động và trí tuệ Lần này thế cô gái Dương phòng lại không khỏi nhớ tới muội muội Dương Tuệ Tâm Không biết sau khi mà mình rời đi Nàng ấy có sống ổn hay không Từ trong phòng thử của phụ thần đã biết được Dương Tuệ Tâm kỳ thực cũng là muội muội thân sinh với mình Từ tỷ để sẽ giới thiệu cho tỷ Đây là Dương dược sư Tối từ bên ngoài đảo Phó Bình thoáng cái có vẻ hưng phấn Trong mắt của hắn sáng người Thiếu nữ cũng lộ ra vẻ suy tư Có một tia đề phòng với dương phàm Dịu dàng hành lễ Tiểu nữ phó tuyết Ra mắt Dương dược sư Cô đừng miễn lễ đi Dương mẫu hổ đảo này chỉ là dừng lại tối đa vài ngày thôi Liền sẽ rời đi Dương phàm cười Ánh mắt của hắn đào qua hai tỷ muội đều là có tu vi ngưng thần trung kỳ, từ chất thượng giai thông minh hơn người, Phó Tuyết nghe nói Dương Phạm sẽ rời ra khỏi đảo, đôi mắt sáng hiện lên một tia kinh dị, trao đổi một ánh mắt với đệ đệ. Xin mời tiền bối. Hai tỷ đệ Phó Tuyết và Phó Bình nghênh đón Dương Phạm vào trong động phủ. Dương Phạm thoáng cái quan sát. Tổng cộng, động phủ này bổ, bố trí tình xảo, ấm áp, bên trong còn có phòng luyện đàn, thư phòng, phòng luyện công và phòng tài liệu. Thiếu nữ Phó Tuyết này khắp nơi đều lộ ra trí tuệ, có lẽ động phủ này là do nàng bố trí. Dương Phạm là một khách quý, vừa tới liền có thiên cầm nội hải được hai tỷ đệ này dốc lòng khoản đái dâng lên rượu ngon và đặc sản biển dương phàm khó có thể yên ổn liền không khách khí hưởng thụ ba ngày liên tiếp dương phàm đã thích ứng sinh hoạt trên đảo sau khi pháo tuyết biết được dương phàm là dược sư bậc cao không khỏi kích động quỳ xuống trước mặt của dương phàm khẩn cầu tiền bối hãy dẫn hai tỷ đệ của chúng ta rời ra khỏi đảo này dù là sau này để cho hai chúng ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ cam tâm tình nguyện trường kinh sinh tồn ở địa bàn yêu thú có thể nói nỗi lòng luôn luôn phải cảm thấy sợ hãi đa số tù sĩ bậc thấp đều là bức thiết hy vọng tìm được căn cứ địa nhân nào đó hay là pháo đài trên biển chuyện này ta cũng là không dám nắm chắc đâu qua một thời gian nữa rồi hắn nói dương phạm lại khẽ thở dài sau đó hắn bắt đầu luyện đan chế dược ở trong động phủ dương phạm muốn luyện chế ra rất nhiều linh đan bởi vì có thứ là bởi vì sinh tồn cũng có những thứ là vì bán ra dùng cho chuyện khác trong đó duyên thọ đàn cùng với trúc cơ đàn đều là một trong những linh đan mà dân phàm muốn luyện chế ra lần này đặc biệt là duyên thọ đàn giá trị quả thực là không thể đánh giá tu sĩ nhân loại thọ mệnh có hạn tu sĩ bậc thấp chỉ là có trăm năm tới hai trăm năm kim đan bậc cao cũng là mới khoảng tầm năm trăm năm nguyên anh bậc cao là có thọ nguyên hơn ngàn năm tiền lộ dài răng rẳng chỉ cần không thể nào tiến thêm một bước nữa thọ nguyên cuối cùng là sẽ có ngày đạt tới cực hạn đối với tù sĩ Thọ Nguyên khổ cạn đại hạn đã tới Thọ Nguyên gần như rằng ngang giá với sinh mệnh Dương Phạm lại thử luyện đan khắp nơi dùng cùng lúc là bởi vì nâng cao năng lực sinh tồn của bản thân mặt khác là cũng bởi vì khảo nghiệm hai người Phó Bình và Phó Tuyết ta lại muốn chuyên tâm luyện đan dược hai người các người hãy trợ giúp một lát Dương Phạm bình thản như không nói vâng Phó Tuyết cùng với Phó Bình vô cùng mừng rỡ đây là một cơ hội cơ duyên hiếm có mặc dù chỉ có thể trở thành được một đồng đồng trợ thủ đắc lực cho dương phàm bọn họ là cũng có hy vọng thoát ra khỏi hòn đảo bị yêu thú thống trị vì vậy trong lúc luyện đàn luyện dược hai người đặc biệt cố gắng đồng thời dương phàm cũng đã phát hiện ra hai người đều có tạo nghệ nhất định ở trên phương diện luyện đàn sau đó hắn mới biết rằng tu sĩ cấp thấp ở thiên cầm nội hải bởi vì sinh tồn và theo đuổi tự do đều là có tài nghệ luyện khí hay là luyện đàn nhất định nói chung phải có thủ đoạn kỳ thuật riêng thì mới có thể tranh thủ kiếm đủ linh thạch đổi lấy tự do thoáng một cái hai tháng đã trôi qua trong lúc này dược phẩm luyện chế không có dưới mười mấy loại linh đan linh dược bao gồm duyên thọ đan trúc cơ đan trung phẩm ngưng thần đan thượng phẩm ngưng thần đan hội xuân đan kim sang dược độc môn tiên hồng giải độc đan liệu thương đan hội khí đan tẩy tụy đan và hội nguyên đan ngoài ra còn có một số linh đan nhằm vào hoàn cảnh hoặc là địa lý đặc thù ví dụ như là hàn tức đan sử dụng ở trong hàn băng động khi trước Trải qua hai tháng tôi luyện pháo tuyết và phó bình, cuối cùng cũng đã kiến thức được pháp thuật luyện đàn của Dương Phạm Nguyệt Thiên như thế nào. Họ học được rất nhiều từ đó. Hơn nữa, Dương Phạm luyện chế ra một số linh đàn làm cho bọn họ cũng phải khiếp sợ. Đã từng có một ngày, Dương Phạm mở ra lò, lại lò luyện đàn, bốn năm viên trúc cơ đàn để cho hai người này triệt để, thuần phục, lại càng kiên định cách nghĩ theo Dương Phạm. Xem ra, cũng đã tới lúc ta nên rời đạo rồi. Đây là địa bàn yêu thú cuối cùng phải nợ, không phải là ở nơi an thân. Một ngày Chắc chắn là ta sẽ phải rời khỏi đây Dương Phạm lại nói với Phó Tuyết và Phó Bình Vậy lãi nào tìm bố có chiến thuyền trên biển Phó Tuyết lại mừng rỡ Chiến thuyền trên biển Trong mắt của Dương Phạm sẽ qua mười tia sáng kỳ dị Ai nói là ta không có Rất lời Hắn bỗng nhiên vùng tay lên Trước mặt của hắn xuất hiện một con thuyền thiết giáp To lớn dài đến 30 trượng Cao lớn tới 20 trượng Hết trường chương 343, chân thú biển sâu. Nếu như đặt ở trên đất liền thiên hành châu tuyệt đối là một con thuyền khổng lồ, cả chiếc thuyền này cứng rắn ngang với pháp khí dài đến hơn 30 trượng, rộng đến mấy chục trượng, trên 3 tầng, dưới 3 tầng. Theo dân Phạm biết được là từ viên lão đại, thiên hành châu này đã trải qua đến mấy đời, trải qua ngưng luyện đến trăm năm mới có thể hình thành thiết giáp khổng lồ, khi thế hùng hồn như ngày hôm nay. Chiến thuyền này dài đến hơn 30 trượng, trên 3 tầng, dưới 3 tầng, đủ để khiến cho dung nạp đến mấy trăm người nữa. Phó Bình và Phó Tuyết vừa thấy chiếc thuyền khổng lồ này cũng là vô cùng kinh dị lộ ra vẻ khiếp sợ. Dự phạm đã tính trước thiên hành trụ ở trong thiên cầm nội hải này cũng đã tính cả một chiếc thuyền lớn đặt ở trong hải vực khẳng định là không tính là gì. Tuy nhiên, hắn là cũng không hy vọng xa vời. Thiên hành trụ này có thể sánh vai với chiến thuyền cùng pháo đài ở trên biển. Hắn chỉ muốn xác định một chuyện, đó là thiên hành trụ này có thể chạy được trên biển rộng hay không. Dư dược sư, ngài, ngài lại cũng có chiếc thuyền ở trên biển của mình. Thực sự là quá tài rồi. Phó Bình lại sợ hãi than thở. Dương Phạm biết bọn họ là hậu nhân bậc cao, khẳng định là đã từng sinh hoạt ở trên pháo đài trên biển. Vậy không biết chiến thuyền này của ta có thể chạy được trên hải vực này hay không? Dương Phạm dò hỏi, đối với điểm này hắn lại cần phải xác định một chút. Hải vực vô tận này không biết là nguy hiểm tuyệt đối có thể so sánh với thanh giang hà không? Phó Tuyết lại nhuền miệng cười. Ở trong tình huống bình thường, đã đủ để chịu được rồi. Chỉ cần không đi vào trong hiểm cảnh ở trên biển, hay là gặp phải đại hải nan, 20 năm một lần. Nghe tới lời này, trong lòng của Dương Phạm lại hơi định, liền hiếu kỳ nói. Đại hải nan? Theo như cô nói, rốt cuộc là cái thứ gì? Ta cũng không rõ đâu. Dù sao thì mỗi 20 năm, toàn thiên cầm nội hải này đều sẽ có một lần đại hải nan. Mỗi lúc đó, hai vực này đều sẽ sinh ra bão lốc cùng với ngàn vạn hung thú chém giết điên đảo. Phó tuyết hàng mi nhíu lại, tù vị của nàng có hạn đối với truyền thuyết đại hải nan cũng làm chỉ là một kiến thức nửa vời. Phó Bình lại cười. Ta đã từng nghe ra ra nói là có thể yêu tu đỉnh cấp, hải ngoại dùng một dạng tiên khí rồi rạc, rời trên hạ giới thì chuyển ra đại thần thông, do đó dẫn phát ra đại nan nội hải. Sao? Yêu thú đỉnh cấp hải ngoại? tiên khí dương Phạm lại bỗng nhìn buồn cười chỉ coi đây là một truyền thuyết cũng là không thể nào để trong lòng được không nói chuyện tiền khí của thượng giới chỉ nói đến yêu thú đỉnh cấp hay là tu sĩ đỉnh cấp ở trong lịch sử trong vạn năm nơi bắc tần này đều không hề thấy bất cứ một ghi chép nào <laughs> thì đây chỉ là truyền thuyết thôi truyền lưu đến mấy chục vạn năm ở thiên cầm nội hải này rồi phó bình lại cười cười xấu hổ đối với truyền thuyết đa số mọi người chỉ là ôm một thái độ nửa tin nửa ngờ ngay cả dương phàm là cũng không ngoại lệ vậy được rồi Trước tiên mặc kệ những truyền thuyết Chúng ta là phải chuẩn bị ra biển đã Dương Phong nhạt nhạt nói Nhẹ tay lại vùng áo Thiên hành trù khổng lồ như vậy đã bị hắn thù đi Thủ đoạn thần thông như vậy Để cho phó tuyết phó bình than thở không thôi Muốn thu được một thứ khổng lồ như vậy Tù sĩ bình thường căn bản không thể nào làm Hơn nữa muốn dùng nhập vào một thứ khổng lồ như vậy Tù tiến giới cũng hiếm có Một cái túi chữ vật nào lớn như thế Dược sư Vậy ngài nguyện ý dẫn chúng ta ra biển sao Phó bình có một chút thấp thỏm từ hôm nay trở đi, hai người các người sẽ phụ trách làm dược động cho ta. Nếu như các người biểu hiện tốt, sau này sẽ có thể phá lệ, thu các người làm đệ tử ký danh. Dương Phạm lại cười cười. Tạ ơn dược sư đại nhân. Hai người phó tuyết và phó bình vội vã bái tạ. Dương Phạm lại cười khẽ, nói với phó bình. Trước khi rời đi, người dẫn ta đi tìm ngô khuyết thụ đi đã. Ngô khuyết thụ, căn bản chính là dễ vụn của ngô khuyết thụ. Đây là tài liệu luyện chế duyên thọ đàn. Dương Phong lại muốn di rời nó và trông ở trong sinh tức địa ở tiên hồng không gian. Phó Bình liên tục đáp ứng, dẫn Dương Phong bay đến hai vực cách đó gần 10 dặm. Thứ đó nằm ở bên dưới đó. Ta sống ở đảo này đến 4 năm, năm, đã rất quen thuộc hoàn cảnh tại, tại khu vực này rồi. Phó Bình tự nhiên nói. Được rồi, vậy thì người hãy theo ta, cùng nhau xuống kiếm. Dương Phong lấy ra một viên tị thủy châu giao lại cho Phó Bình. Bản thân hắn cũng lấy ra một viên, nắm ở trong tay sau đó rót vào linh khí tị thủy châu này đã tản mát ra một tầng ánh sáng bóng mổ làm bám ở trên bên ngoài giống như là một tầng màng mỏng đi vào thôi dương phóng kéo lấy phó bình nhảy vào trong biển sau khi tiến vào trong nước dương phóng mơ hồ cảm giác được tác dụng của tị thủy châu ngoại trừ cần ngăn cách với dòng nước lực cản ở trong nước cũng đã nhỏ đi nhiều vốn tưởng rằng vật này có thể ngăn cách dòng nước coi như gân gà hiện giờ xem ra cũng không phải là hoàn toàn không hề có tác dụng Dương Phạm lại nhớ tới gió ở trong bảng môn tả đạo tiên hồng quyết, đã có tị thủy quyết, chỉ là không hề tu luyện. Có thể nói, bởi vì tu luyện độc thuật khô tịch thiên lý đã gặp phải lực cản quá lớn, cho nên Dương Phạm rất ít khi tu luyện công pháp, luyện phép thuật trong đó. Nhưng mà hắn có cảm giác theo cảnh giới tiên hồng quyết tăng lên, chỉ cần không phải là pháp thuật xóa bào sinh cơ và đi ngược lại ý cảnh của tiên hồng quyết giống như là độc thuật khô tịch thiên lý, phép thuật bình thường sẽ không gặp phải lực cản quá lớn. Nếu như là thuật pháp phụ trợ, trên cơ bản là sẽ không bị cản trở, nói tới đây lại phải nhắc tới một điểm pháp thuật bằng môn tà đạo của dương phàm đã thành lập ở trên cơ sở công pháp của tiên hồng quyết nếu như pháp thuật này chỉ lấy tôn chỉ xóa bỏ sinh cơ để làm đầu đi ngược lại tiên hồng quyết công pháp ngược chiều sẽ gặp phải lực cản rất lớn pháp luật cùng với thần thông đều là thành lập ở trên cơ sở công pháp giống như là cửu u ma công là một bộ công pháp cùng tồn tại chung chung với tiên hồng quyết tu luyện ma công hay là pháp thuật thành lập ở trên cơ sở ma công sẽ không hề có lực cản bởi vì tính tự nhiên bao trùm cùng với tính phụ trợ của nghịch thiên công pháp của tiên hồng quyết tu luyện những công pháp khác sẽ làm cho chơi ăn thật tị thủy châu kém cỏi công dụng không tệ mười khối linh thạch của ta một viên coi như là cũng không thiệt thòi dương phàm vừa vặn đi xuống lại mỉm cười dương dược, dược sư ngài có điều không biết tỷ thủy châu này thấp kém đã được ứng dụng rộng khắp thiên cầm nội hại này rồi là đạo cụ tu tiên rất là bình thường mà ta nhớ nửa năm trước năm khối linh thạch là có thể mua được một viên rồi Giọng nói của phó bình dần dần thấp xuống Năm khối linh thạch Dương Phạm lại không khỏi có một chút giận dữ Nói như vậy Ta đã bị tên gian thương kia lừa rồi Vậy, vậy thì cũng không phải Cho hắn một trăm lá gan Thì cũng không có dám lửa gạt ngại đâu Tài nguyên tu tiền của với đạo cụ trong thiên cầm nội hải Ở các nơi đều là có giá khác nhau Giống như là nói Một khối nguyên liệu bình thường ở trên đảo trị giá một khối linh thạch Nếu như đưa nó tới vĩnh hằng trận địa vĩnh hằng đảo Xa đến mấy ngàn vạn dặm Có thể bán ra đến mười khối linh thạch Ngược lại, một viên tị thủy châu thấp kém như vậy, ở trên vĩnh đảo này hầu như có thể chế tạo ra một số lượng lớn giá trị có lẽ là một hai khối linh thạch thôi. Phó Bình giải thích. Dương Phạm đã bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra lại như vậy sao? Những chiến thuyền cùng với pháo đài đi qua những hải vực, chỉ sợ là dùng phương thức mua giải bàn đất này. Theo hai người dần dần xuống sâu, Phó Bình dần dần cảm nhận được một cố áp lực. Dương Phạm cùng với phát hiện ra tị thủy châu thấp kém trong tay đã sắp chống đỡ không nổi, nếu như cứ tiếp tục lặn sâu xuống nữa mấy trăm trường Có lẽ nó sẽ vỡ ra mất à, Cuối cùng thì Vẫn là hàng kém chất lượng Dương Phạm lại khẽ thở dài Trên người của hắn kéo ra một tầng hào quang xanh lục Bao bọc hai người bên trong Như vậy áp lực liền tan đi Lặn xuống ước chừng đã bảy tám trăm trường Liền đến đáy biển khu vực hải vực Hẳn là ở ngay gần đây Phó Bình nói Dương Phạm mở ra thần thức nhanh chóng phát hiện ra một gốc đại thụ mười mấy người ôm ra tới mấy chục trường, nằm ở cách đây đến mấy dặm. Ngô khuyết thụ, quả như là lớn. Dương Phạm lại không khỏi, khỏi cảm thấy kinh ngạc, thảo nào trước đó còn yêu thú rùa cây lại cảm thấy bất lực không có chặt được cây này. Trải qua một phen quan sát, hắn đã phát hiện ra ngô khuyết thụ cắm dễ sâu đến mấy trăm thước, sâu vào trong lòng đất. Dưới tình huống như vậy, Dương Phạm lại muốn nhổ toàn bộ gốc ngô khuyết thụ này cũng phải cảm thấy khó khăn. Tiếp xúc gần với ngô khuyết, Ngô Khuyết Thủ, hắn đã phát hiện ra một độ cứng rắn của nó có thể so với pháp khí cấp đỉnh, thậm chí là gần với pháp khí. Muốn chém đất một gốc đại thụ to như vậy, lại còn ở trong biển sâu, cho dù là đối với bậc cao bình thường cũng là rất khó khăn. Ta sẽ đưa người đi trước. Dương Phạm suy nghĩ một chút, quyết định đưa Phó Bình ra khỏi biển. Nhiều người, hắn là cũng không thể nào dễ thi triển ra được. Một lát sau, Dương Phạm qua lại một vòng, lại đưa Phó Bình trở về đảo, còn mình thì theo đường cũ trở về trước Ngô Khuyết Thụ. Hít sâu một hơi trong tay, Dương phòng đã xuất hiện một thanh ma kiếm tạo hình máu tanh bá đạo. Đó chính là lợi bảo công kích của hắn, ma hoàng kiếm. Kiếm này vừa xuất hiện, một cố kim khí là muốn phá vỡ mặt nước sông thẳng và trời cao. Yêu thú của vây mãnh thú gần đó lại cảm nhận được khí tức kim dậy từ trên lợi bảo công kích, dọa đến mức dạy, sợ hãi, chạy tứ tán. Dường phòng lại tinh khí thần hợp, trở thành một thể. Đứng trước ngô khuyết thụ, bỗng nhìn lại vùng kiếm lên. Mà hoàng kiếm đã chém ngang ra, một cỗ kim khi sắc bén xé rách nước biển. Tất cả những thứ ngàn cản trước mặt của nó sẽ mặc kệ là san hô nham thạch hay là các sinh linh khác đều sẽ bị cắt thành hai nửa giống như là một tờ giấy. Ngô khuyết thủ khổng lồ cứng rắn giống như sắt thép đã bị dương phàm một kiếm chém ra làm hai, ầm ầm sụp đổ, bùn đất tông lên giống như là một mảnh đục ngầu lan tràn. Lợi bảo công kích quả nhiên là không phải tầm thường, đại thụ cứng rắn như vậy là một tu sĩ bậc cao, buông tay công kích nhất thời nửa buổi là cũng khó mà hủy diệt, lại bị Dương Phàm một kiếm chém làm hai. Biển sâu gần đó cũng đã có yêu tộc âm thầm nhìn trộm thấy cảnh này cũng đã cảm thấy kinh hãi đến vỡ mật. Chặt sau ngủ thuyết quyết thụ, Dương Phàm lên chuẩn bị rời nó vào bên trong Tiên Hồng Không Gian. Mặc dù không có dễ, chỉ có một nửa đoạn khô ngủ huyết thụ, nhưng mà Dương Phàm là cũng tin tưởng để cho nó có thể sinh trưởng được. Hơn nữa, lục thổ địa của Tiên Hồng Không Gian tăng tốc độ sinh trưởng khả quan rất nhiều, tăng tốc độ gấp ba lần. Dương Phạm vừa tới gần nửa đoạn ngô khuyết thụ này lại cảm quan đột nhiên sinh ra một sự cảnh báo. Một có nguy cơ chuyển tới. Mười cái bóng đen bay ra từ trong gốc ngô khuyết thụ gãy, chớp mắt lại tới gần Dương Phạm, tốc độ nhanh đến kinh người. Tưởng vẫn hóa dưới chân của Dương Phạm trượt lé, na di ra ngoài đến mấy chục trượng, tránh thoát khỏi tập kích như tia chớp. Hắn thoát ra một tân mồ hôi lạnh, lại ngừng mắt nhìn lại, phát hiện ra từ dưới gốc của ngô khuyết thụ, gãy nhảy ra mười mấy con, độc hạt, to chừng bàn tay, trong suốt như là ngọc đen. Còn mắt của những độc hạt này lóe ra u quang màu lam, lấp lẽ làm cho linh hồn rung động. Lúc này, mười mấy con bò cạp độc này, đôi mắt u u lam lạnh băng, toát ra sát khí mãnh liệt lại nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, là một kẻ khách không mời. Đây chính là chân thú hiếm thấy trong giới, có thể xếp vào trong 10 hạng đầu ở trong chân thú dị vật bảng. Phệ hồn, thiên độc hạt. Dương Phàm vô cùng kinh hãi. Phệ hồn thiên độc hạt chính là trí bảo độc đạo, nghe tiếng sự vứt mất mật, xác suất loài cứng rắn như sắt thép, tốc độ nhanh như u linh, răng nhọn móng vuốt chứa kịch độc chí mạng. Kịch độc này không ngừng có thể xóa bỏ sinh cơ, lại còn có thể ăn mòn linh hồn, làm cho linh hồn cũng phải trúng độc. Trước mắt, rừng phòng lại thoáng cái xuất hiện mười mấy con phệ hồn thiên độc hạt, hơn nữa đều là yêu thú cấp ba. Lần này ngay cả hắn thân là dược sư bậc cao cũng là cảm thấy vô cùng khó nhai. Hết trường. Chương 344 Xuất phát Nếu như là độc vật bình thường Đến mấy chục con, mấy trăm con Dương phòng cũng là vui mừng không sợ Nhưng mà phệ hồn thiên độc hạt này Lại không giống như vật tầm thường Mà chính là độc vật bá đạo được xếp vào top 10 con Ở trong bảng dị vật chân thú Một con phệ hồn thiên độc hạt này tam cấp Thực lực tương đương với chốc cơ kỳ nếu như giao phong cùng với tù sĩ đồng cấp, tuyệt đối sẽ làm cho tù sĩ nhân loại phải kinh hái và run sợ, thậm chí là vừa nghe tiếng đã phải sợ hãi mà trọ, bỏ chạy mất mạng chỉ cần nó cắn ra một cái hoặc là bị dính một chút độc dịch đáng sợ của nó vậy thì chẳng những là tiêu diệt sinh cơ trong cơ thể thậm chí là còn có thể bị độc thương tới linh hồn theo rừng phạm được biết ở trong tu tiên giới độc thuật hoặc là độc vật có thể làm tổn thương đến linh hồn tuyệt đối chỉ là ít chỉ là ít đó cũng là thứ mà các độc sư tha thiết ước mơ lấy thực lực để đánh giá một con phệ hồn thiên độc hạt như vậy cơ thể của nó cứng rắn như sắt thép tốc độ lại khủng khiếp công kích thì bá đạo quỷ dị có thể hơn hẳn một cao nhân trúc cơ kỳ mà hiện tại toàn thể mười mấy con rùa này mặc dù là bậc cao đích thần tối cũng là phải kiên kỵ vài phần nếu như chỉ là muốn thoát ra khỏi hiểm cảnh hoặc là tiêu diệt những con phệ hồn thiên độc hạt đối với dương phàm mà nói cũng là không khó nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy phệ hồn thiên độc hạt này đầu tiên là nhìn thấy là muốn thu phục chúng chỉ sợ đối với bất cứ một tu sĩ bậc cao nào nhìn thấy những con này đều sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy thu phục phệ hồn thiên độc hạt là có thể trở thành trợ lực chiến đấu của dương phàm hay là có thể luyện chế ra chất độc lợi hại hơn nữa. Vậy cho nên, đối mặt với mấy con, vị hầu, hồ, hồn, thiên độc hạt này phát ra hào quang màu lam lạnh như bằng, trong lòng của Dương Phạm thực sự hưng phấn. Những con độc hạt này mặc dù cảm nhận được khí tức bậc cao, nhưng mà chắc chắn là chúng lại không hùng hãn và không sợ, giống như là âm hồn bay tới tấn công vậy. Dương Phạm lại chân đạp tường vân hóa, ngay cả ở dưới đây biển cũng có thể di động linh hoạt như ý, lập tức rớt ra một khoảng cách, cùng với đám độc thuật này. Hắn thân là một bậc cao, lại có được tường vận hóa bảo vật phụ trợ cường đại. Tự nhiên là có thể thông dòng tránh thoát ra khỏi công kích của đám độc hạt. Chỉ có điều, thiết yếu là Dương Phong muốn tìm một biện pháp thu phục những con độc hạt này. Hắn gập ngón tay búng ra, vận dụng ba thành lực đạo, bắn ra vài phần chỉ kinh mũ xanh lục, đánh vào hai con độc hạt ở trong đó. Gặp ba thành lực đạo của tu sĩ bậc cao công kích, thân hình của hai con độc hạt kia rơi vào, trong trạng thái ngừng lại, dường như đã bị chấn xa ra, động vào chóng váng nhưng mà sau đó chỉ một lát lại khôi phục lại về bình thường xem ra công kích vừa rồi vẫn là chưa tạo thành thương tổn gì cho chúng lực phòng ngự đúng là không tệ tuy rằng không bằng khoang hoàng giã biến chủng lưu ly hàn tinh xả nhưng mà vẫn có thể xếp trên 10 bảng dị vật chân thú quả nhiên là cũng tuyệt vời không phải là dễ dàng thu phục được dương phạm lại thầm khen ngợi trong lòng hơn nữa phệ hồn thiên độc hạt này hùng tính của nó rất lớn có thể vượt qua tâm lý sợ hãi của yêu thú bình thường khi mà đối mặt với bậc cao lại còn dám khiêu chiến với tu sĩ bậc cao như vậy cứ như vậy quanh quẩn một chỗ dương phạm lại thi triển ra rất nhiều loại pháp thuật nhưng mà không cách nào thu phục được những con phệ hồn thiên độc hạt này các loại pháp bảo mà hoàng kiếm huyền ấn bảo phiến cường đại như vậy lại dễ dàng đánh chúng nó bị thương mà thuật yếu một chút thì lại không thể nào tạo thành công kích thu phục được cuối cùng hắn ngẫm nghĩ một lát dương phong lấy ra kiện linh khí cực phẩm thanh sắc bảo định thành sắc bảo định này hóa thành một cái đỉnh rất lớn bay tới không trung phía đám độc thuật hạt phát ra một tiếng vàng chấn nhiếp lớn về tâm hồn trong khoảng khách này lại còn ẩn chứa công lực tinh thần rất mạnh đối với một tu sĩ bậc cao của dương phàm thì chuyển ra cũng đủ để yêu thú cấp bậc mê muội trong chốc lát thậm chí là còn chấn thương linh hồn vậy nhưng những con phệ hồn thiên độc hạt này chỉ thoáng lại hơi ngừng một chút lại không mảy may thương tổn thu lại Dừng Phạm bấm ra tay, đánh ra pháp quyết liên tục. Trong thanh sắc bảo đỉnh truyền ra một hực lực hút rất mạnh, chẳng những là hút vào nước biển, ngay cả những con độc hạt này cũng là không ngoại lệ. Phệ hồn thiên độc hạt, thể tích của nó rất nhỏ, dưới khoảng cách thực lực cấp bậc lớn, chúng quy không thể nào kháng cự được lực hút. Chúng dãy dụ mấy lần rồi đều, đều bị hút vào trong bảo đỉnh. Mặt ngoài của thanh sắc bảo đỉnh lóe ra một tia sáng màu xanh, chói mắt phát ra một tiếng kêu giống như tiếng chuông đồng, liên miên không dứt tránh cho toàn bộ đám vệ hồn thiên độc hạt đã bị hôn mê sau khi bị hút vào trong bảo đỉnh uy lực của thanh âm công kích tinh thần đã phải mạnh hơn gấp mấy lần ngay cả những con độc hạt này ở mặt linh hồn đều có sức đề kháng cực kỳ mạnh nhưng mà cũng phải bó tay chịu chói dương phạm lại cười khẽ lấy ra bình ngọc đặc chế bắt độc hạt cho vào đồng thời thiết trí cấm chế rất mạnh trước bất cứ một con độc hạt nào về phần làm như thế nào để thu phục chuyện đó sẽ tính sau dương phẩm tin tưởng điều đó hẳn là không làm khó được mình ngay cả lưu ly hạn tinh giả có thể so với thần thú, lại còn bị mình thu phục, huống chi là những con độc hạt này. bắt được những con trần thú vệ hồn thiên độc hạt xong, dương phàm bẻ gãy ngô khuyết thụ, thu vào trong tiền hồng giới. giống như một vật lớn như vậy, có lẽ chỉ có dương phàm có thể thoải mái thu vào. đổi lại là kim đan bậc cao bình thường, chỉ sợ khó có thể lấy ra chữ vật không gian lớn như vậy. thu xong ngô khuyết thụ, dương phàm lại tìm ra một nơi, rồi một lát ở một dưới gốc cây tìm được một trăm trứng độc hạt thu hoạch rất lớn như vậy khiến cho hắn lại vô cùng mừng rỡ không một chút nào khách khí thu hết số trứng độc hạt này dương phong lại lấy thêm một ít rễ cây của thiên khuyết thụ cần mới cảm thấy thỏa mãn rồi rời đi có thể nói một chuyến đi này của hắn thu hoạch rất dồi dào sau một lát dương phong lại trở mặt lên trên biển bay về phía đảo nhỏ hắn lại không nghĩ tới đảo nhỏ nhiều thêm bởi vì chuyện vừa rồi đã nắm bắt đến mười mấy con thiên độc hạt đồng thời lại lấy được hơn một trăm trứng độc hạt bị không ít yêu thú ẩn nấp dưới đáy biển nhìn thấy nhưng con yêu thú này linh trí đã khai mở dương phong không tin bọn chúng sẽ không nảy sinh ra ý niệm thèm khát ở trong lòng chuyện đã làm tốt rồi hiện tại có thể chuẩn bị rời khỏi đảo dương phong lại đưa phó bình và phó tuyết ra khỏi bờ biển rồi phóng ra khỏi thiên hành chu chiếc thuyền bọc sắt cực kỳ lớn lập tức dẫn tới náo động của tu sĩ trên đảo ngay cả hắc máng thân là lĩnh chủ cũng đã bị kinh động nó lại nói với dương phong vì tù sĩ nhân loại bậc cao ngài rời bến yêu tộc chúng ta lại không có quyền ngăn cản nhưng mà ngài không thể nào mang đi người dân trên đảo được. Bọn họ lại thuộc về lãnh địa này. Đúng lúc đó, trên đảo nhỏ bay tới 100 tu sĩ nhân loại, trong đó không có ít cường giả trúc cơ kỳ. Đại nhân, văn cầu ngài mang chúng ta đi với. Một lót giá trúc cơ kỳ lại thầm van xin. Hơn 100 tu sĩ toàn bộ đều là ngưng thần kỳ trở lên đều lộ ra một vẻ mặt khẩn cầu nhìn dương phàm. Ở lại ở trên đảo này, không hề có tự do chân chính, sống làm nô lệ cho yêu tộc. Dù có tiếp tục sống thì cũng là một cuộc sống tạm bỡ chiến sĩ yêu, yêu tộc ở trên bảng đều là đeo theo mệnh lệnh của hắc mãng liền bao vây quanh bờ biển nhưng mà chiến sĩ yêu tộc này đã trừng đến mấy trăm tên cả đám đều là võ trang hạng nặng trên người tỏa ra đầy sát khí vậy dám hỏi vị lính chủ đại nhân này tu sĩ thế nào là nô lệ và thế nào lại là người dân dương Phạm lại thản nhiên nói nô lệ là những tù sĩ nhân loại và người thường không có phục lòng quản chế bị yêu tộc chúng ta nô dịch về phần người dân bình thường Là những tù sĩ sinh sống trên đảo Hắc mãng đáp Nô lệ không thể mang đi Như vậy dân thường vì cái gì mà không thể Dương Phạm lại hơi hiếp mắt Phóng ra một tia Khiến cho hắc mãng dài đến 10 trượng kia Toàn thân run rẩy Dựa theo điều lệ trên đảo Bình dân muốn rời đi Cần phải chi ra 100 linh thạch Hắc mãng cố ý lại nói theo lý Lúc này Từ bên ngoài hải vực xa xôi Đã chuyển đến hai cố khí tức cường đại dương phẩm mặt lại hơi đổi sắc đúng là hai yếu tố bậc cao phân biệt là một con hải già là con rắn biển và một ngư nhân là một con người cá chỉ chốc lát hải già cùng với ngư nhân kia bay đến phụ cận của đảo hóa thành hình dáng nửa người nửa yêu con hải già đầu nhọn lưỡi rắn thẻ da thụt vào ngoài ra tay và chân và thân thể lại không khác gì nhân loại mà ngư nhân bậc cao kia lại không ngờ hóa thành một vị nữ nhân nhân loại mặc cung trang màu sắc sặc sỡ chỉ là trên đầu có một cái số gây vậy mắt lại hơi lồi ra hai yêu thú bậc cao cũng là một lúc đào tới nhỏ tối đảo nhỏ này uy áp cường đại khiến cho đám yêu thú và tu sĩ nhân loại vô cùng kinh sợ dương phong lại biết rằng yêu thú tứ cấp có thể so với kim đan bậc cao hoặc là thi triển ra hóa hình thuật có thể biến thành hình dạng của nhân loại nhưng mà dù sao không có bước vào trong biến hóa kỳ thì hóa thành người bình thường vậy thì khẳng định sẽ giữ lại một số điểm đặc biệt của bản thể Tiểu nhân hắc mãng ra vị à, ra mắt hai vị đại nhân Hắc mãng lại vội vàng thi lễ Nơi này xảy ra chuyện gì vậy Con hải xa đã biến thành nam nhân đầu rắn thân người Lệnh lùng liếc nhìn dương phòng một cái Lại hỏi hắc mãng Là như thế này Vị nhân loại bậc cao này muốn dùng chiến thuyền này Để rời ra khỏi hai vực Những tù sĩ ở trên đảo này là cũng muốn đi theo Không có được Nô lệ không thể nào mang đi bình dân rồi đi thì phải chi giả 100 linh thạch nam nhân đầu rán kia nói rộng lạnh lẽo như bằng rất lời hai yêu thú bậc cao này đồng loạt phát ra một khí thế rất cường đại khiến cho các tu sĩ tại đây mặt xám như cho tàn chỉ có dương phàm là vẫn ổn định như bình thường dương phàm đánh giá sơ qua một chút thực lực của hai tên đại yêu tu này đều là tiếp cận đến kim đan trung kỳ ở địa bàn của yêu thú nếu như mình chống lại khẳng định là sẽ thất thế ngoài ra hắn lại vốn cũng không mụn muốn định mang theo hết thầy bao nhiêu người này đi. Nhiều lắm là tìm mấy người giúp việc, làm nhiệm vụ thủy thủ để trợ giúp mình điều khiển thiên hành chủ. À, bằng không thì như vậy đi. Dương Phong lại đưa tay xoa má, thỏng thả nói. Trừ hai tên dược đồng này ra, ta nhiều lắm chỉ là thu nhận 10 người. Yêu cầu là tu sĩ trúc cơ kỳ, tuổi không thể nào lớn hơn 50. 100 linh thạch thì các người lại còn phải tự mình chi trả. Vừa nghe lời đó, các tu sĩ tại đây phần lớn đều là tuyệt vọng than thở. Đại nhân, ta phù hợp với điều kiện. Một gã thanh niên trúc cơ kỳ mừng rỡ như phát cuồng chạy tới. Dương phòng lại quét thần thức đào qua, lại thản nhiên nói. Người giao nộp linh thạch cho vị lĩnh chủ này, sau đó có thể đi theo ta. Vâng, đại nhân. Gã thanh niên trúc cơ kỳ lại mừng rỡ xuất ra 100 linh thạch. Đối với tù sĩ trúc cơ kỳ mà nói là cũng không hề khó. Rất nhanh, lần lượt có 7-8 người phù hợp với điều kiện. Đi lên trên thiên hành chu. Toàn bộ quá trình đều là hoàn toàn ở dưới giám sát của hai vậy hai vị đại yêu thú bậc cao cùng với đám chiến sĩ yêu tộc ở trên đảo vậy hai vị đạo hữu yêu tộc cả ngài có vừa lòng không dương phàm cũng là không đi lên trên thiên hành trù cũng là thay phó bình phó tuyết chi trả linh thạch xong lại cười dài nhìn vào hai bậc cao tiền bối yêu tộc gã nam nhân hải già cùng với nữ nhân mặc váy sặc sỡ liếc nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu nhưng mà trong mắt vẫn là còn có một chút không cam lòng để mặc cho dương phàm dẫn theo mười người đi lên trên thiên hành trù Khối lệnh bài này ta sẽ giao cho các người Thiên hành chủ sẽ giao mấy người các người thay nhau điều khiển Dương Phạm giao lệnh bài cho đám Tù sĩ, trúc cơ kỳ Để cho bọn họ điều khiển thiên hành chủ Những người này đối với Dương Phạm đều là khép nép cung kính Rất nhanh, liền phân công nhau Nhiệm vụ điều khiển thiên hành chủ Xuất phát Hết thầy sắp xếp xong xuôi Dương Phạm lại đứng vững ở trên đuôi thuyền thiên hành chủ Mắt nhìn những tù sĩ còn lại ở trên bờ biển Trong lòng lại thầm thở dài những tù sĩ này vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng và không cam lòng trong mắt đầy những vẻ ảm đạm nhìn theo hy vọng duy nhất càng ngày càng xa rời khỏi tầm mắt tiểu đảo này giống như vậy ở thiên cẩm nội hải giống như là những viên sỏi cho dù có thành lũy ở trên biển nào khác đi ngang qua nơi này hơn phần nửa cũng là không có thèm ghé lại phần lớn những người ở trong bọn họ đã có định trước là chỉ có bám lấy hòn đảo nhỏ này cả đời mà sống làm nô lệ của yêu tộc cho tới chết dừng phàm đón gió biển ở trong lòng cũng là không cảm nhận được tư vị của nó đối mặt với biển thiên cầm nội hại mênh mông, vận mệnh của hàng tỷ nhân loại, một tu sĩ kim đan bậc cao như hắn vẫn có vẻ nhỏ bé, ngay cả có lòng cũng là phải bất lực không thể nào thay đổi được đại cục, có lẽ một ngày nào đó, rất xa, có thể làm được, nhưng mà tuyệt đối không phải là một chuyện dương phòng có thể lo lắng lúc này. Hắn cũng chỉ là một viên sỏi nhỏ đang lênh đênh trên hải vực mênh mông khôn cùng, trong không gian hiểm trở, truy tìm lực lượng và đại đạo thuộc về mình. Hết trường Hết tập 69. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.